em không có tư duy là làm chủ, em chỉ có là an phận thôi, tới tháng lãnh lương. Nên là từ cái một cái công việc và văn phòng và cái tư duy đi làm công hồi xưa giờ mình thấy là 15 triệu một tháng thì cũng ổn rồi, đủ để sinh hoạt. Nhưng mà bắt đầu là càng ngày thì có thêm cái bé nhỏ thì bắt đầu thấy là nó không có hợp và mình phải nỗ lực để mình làm kiếm thêm tiền. Thì trong cái khoảng thời gian mà cách đây 2 năm trở lại đây thì em mới bắt đầu em tìm hiểu. Mới đầu thì em thấy affiliate nó rất là hay, em định học mà để mà em làm affiliate, để làm bên AssetTrade, làm rất nhiều thứ mà đang mày mò thôi, mình chưa có xác định được là mình làm cái gì hết. Thì có cái cơ hội là mình em được tiếp cận với cái phương pháp học, thì cũng là tìm kiếm phương pháp học cho con. Thì cái đây cái đó phương pháp học của thầy Nguyễn Phúc Thông mà em có nói với thầy, thầy dạy về siêu trí nhớ và em thấy rất hay và em mua về cho con em học. Thì em cũng có đồng hành với con và em cũng tự mình rèn luyện những cái phương pháp đó và em dạy lại cho con và em thấy nó rất là hay. Sau đó thì em biết được là đó có một cái cơ hội là mình có thể trở thành cộng tác viên để mình chia sẻ. Thì bản thân em cũng rất là thích đào tạo và em rất là thích học, và em thích cái gọi là phát triển bản thân. Mà kể từ sau này em mới bắt đầu em phát triển bản thân và em cảm thấy nó được có rất là nhiều thứ để học luôn. Và em đầu tư cái thời gian cho cái việc mà nuôi dạy con rất là nhiều. Cái hồi lúc trước khi mà em làm văn phòng thì em chỉ có thời gian cho việc là tìm hiểu coi là cho con ăn như thế nào cho nó khoa học, chơi cái gì, toàn thời gian chỉ dành để nuôi dạy con và giáo dục sớm à. Nên là em thấy là em cũng phù hợp với cái công việc giáo dục. Thế thì em mới bắt đầu em chuyển sang em tìm hiểu về cái phương pháp kỹ năng học tập và em theo đuổi công việc này đến nay là 2 năm rồi. Trong thời gian 2 năm này em cũng tham gia rất là nhiều cái khóa học để trở thành một chuyên gia. Thì em trước giờ chưa bao giờ nghĩ là mình là có thể đứng lớp mình đào tạo cái gì cho ai hết. Mình làm hồi xưa giờ là người ta dạy cho mình thôi, mình cũng chưa dạy gì cho ai hết. Thì khi mà em bắt đầu em xác định là em đi theo con đường đào tạo thì em bắt đầu em tập tành, em sẽ lại những gì em học, em mở lớp, em dạy cho học sinh, nhưng mà cũng là mở trên cộng đồng của người khác, mình hợp tác để mình được được đứng lớp mình dạy thôi, chứ cũng cũng chưa có thu phí hoặc là cũng chưa có gì để mình rèn luyện bản thân thôi. Đó thì sau một khoảng thời gian rèn luyện thì em có thể em đứng lớp em chia sẻ được tốt và được rất là nhiều phản hồi từ phụ huynh và các anh chị mà cộng tác. Thì từ đó em có cảm hứng là em nghĩ là em có khả năng đào tạo và em đi theo con đường đào tạo. Thì em mới đã bắt đầu em biết tới thầy Vương cách đây 1 năm, em biết thầy Vương mà em nghĩ là những cái gì mà em biết là em đã rất là thành thạo về cái phương pháp mà tôi được chi, và em bản thân em đã ứng dụng được là, và em sử dụng nó hàng ngày, em thấy nó rất là hay và em muốn đóng gói cái khóa học này để mà mình có được một cái kênh để mà mình kiếm tiền. Thì với cái tư duy là chỉ suy nghĩ là đóng gói những gì mình biết, mình đóng gói mình up lên mình bán rồi. Nhưng mà khi mà em tham gia cái lớp học đào tạo của thầy Cao Vương á, cái lớp mà sau này gọi là UTB, thì em mới thấy là mình không rất là nhiều kiến thức, chưa có biết cách là mình sử dụng các cái công nghệ, các cái kênh truyền thông Facebook là YouTube, chưa biết một cái gì hết, cảm thấy là mình chưa có khả năng để mà mình cấp ra khóa học. Cho nên cái thời gian qua là em cứ theo lớp này theo lớp kia em học, em thấy là em bỏ tiền em học nhưng mà em chưa có thu được cái gì nhiều. Cái gì hay cũng thấy hay, học cái gì cũng thấy hay, là tại vì mình giống như cái ly rỗng vậy, bao nhiêu cũng không đủ hết. Nhưng mà sau này bây giờ thì em xác định lại thì em cảm thấy là em thích, đam mê nhất của em đó là đào tạo về kỹ năng và nhất là đào tạo về các cái phương pháp não bộ cho con trẻ. Bởi vì em thấy trong quá trình mình làm việc đó, mình tiếp xúc với những phụ huynh và có những bạn học sinh đó, lớn lên khoảng cấp 2, lớp 6, lớp 7 thì bắt đầu có rất là nhiều cái vấn đề trong việc học. Các con học rất là vất vả, học rất là mệt và kiểu như là đối phó thôi, bởi vì các con bị hỏng rất là nhiều cái kỹ năng với lại kiến thức cũ, coi như là học mà kiểu như bị ép buộc. Nên là khi mà em tham gia và em rèn luyện được cái phương pháp ghi chép và phương pháp ghi nhớ thì em thấy nó được rất là cực cho các bạn học sinh. Nhưng mà để mà sửa một cái cây mà giống như nó đã thành cái thói quen học tập, nó theo cái thói quen đó rồi, để mà nó thay đổi cũng rất là khó. Cho nên là em mới bắt đầu em nghĩ là mình phải đào tạo cho cái đối tượng đầu tiên là cái cấp 1. Cái cấp 1 là rất là với lại mẫu giáo. Rồi cái mảng này thì ở trong cộng đồng của em, cộng đồng mà đào tạo về nhớ với MyMath thì người ta không có chú trọng.
ta chỉ chú trọng vào từ lớp 1 đến lớp 12 thôi, mà em lại thích, rất là thích giáo dục sớm, và em thấy là dạy đúng ngay từ đầu thì nó vẫn là hay hơn, không cần phải giải quyết rất là nhiều vấn đề của khách hàng. À, ba mẹ mất kết nối, rồi con mê game, rồi con không thích học đủ thứ, thì đối với đối tượng mầm non thì nó ngược lại là nó rất là tiềm năng, bởi vì phụ huynh rất là quan tâm tới cái việc phát triển não bộ cho con. Bây giờ thì người ta mua cái gì cũng trí tuệ, cái gì cũng sáng tạo, cái gì phải thông minh, chứ người ta không có phải là dạy giống như hồi xưa nữa, cho nên em thấy cái thị trường này cũng rất là tiềm năng. Nên là em định hướng sắp tới là em mở những cái lớp để đào tạo thêm về phát triển não bộ cho trẻ mầm non, và em cũng mong muốn mở những cái lớp phễu để mình đánh vào cái đối tượng tiểu học. Những cái đối tượng tiểu học thì các con sẽ rất là dễ để mà tiếp thu, bởi vì mình dạy cái gì con sẽ thực hành đó, con không có từ chối, con không có so sánh phương pháp này phương pháp kia đó, thì em thấy là tiểu học rất là tiềm năng. Nên là em muốn học, mục tiêu của em á là khi mà em biết được cái AI này, mà cái khóa học mà vẽ như thế này á, thì em thấy học sinh nó rất là thích. Còn em khi mà em học với thầy ấy, nó ngồi kế bên đó, nó cũng kêu mẹ ơi cho con vẽ, thì con tự tự ra tự nó dịch ra cái câu mà nó vẽ, tự nó dịch ra xong rồi tự nó đánh vào cái nó vẽ ra được một cái hình rất là dễ thương, nhưng mà nó rất là thích. Em nghĩ là con nít thì nó rất là sáng tạo, nó rất là tưởng tượng, và đó là cái bản năng của nó. Bởi vì nếu mà không có phát huy cho con thì lớn lên, càng lớn lên cái khả năng sáng tạo và cái sự liên tưởng của mình nó sẽ kém đi. Cho nên là đây là một cái thị trường em muốn làm, mở được một cái lớp phễu để mình thu hút cái đối tượng khách hàng quan tâm, trong đó mình là học sinh, sau đó mình có thể chuyển đổi qua cái những cái gì mà em có thể mở được cái lớp, ví dụ như là kỹ năng ghi nhớ hay là kỹ năng ghi chép hiệu quả. Dạ thì đó là cái dự định của em về cái mục tiêu trong năm nay của em cũng chia sẻ với thầy luôn là em quyết tâm em kiếm 1 tỷ. Nhưng hiện tại bây giờ thì em cũng chưa có thu nhập đều đặn, như là mình bán cái những khóa học online có sẵn từ của người khác, như là mình bán, như là mình cũng phải có bỏ vốn vào trong đó rồi, và mình chuyển đổi thì nó cũng không có được nhiều, chứ không phải là giống như mình lấy cái công mình thu hết, nhưng là mình sử dụng nó. Còn cái này là mình phải chiết khấu rất là nhiều thứ, rất là nhiều chi phí à, nên là em thấy cái mục đó nó không có hiệu quả. Nên là em mở cái lớp để mình kết hợp những cái khóa học của mình, và mình tặng kèm những cái khóa học mà đã đóng gói mà mình đã cộng tác á, giống như là em là cộng tác viên thì em có một cái kho thẻ để mà đào tạo về siêu trí nhớ và đào tạo mind map á. Nhưng mà để mà xuất được bán được cái đó cho khách hàng thì người ta phải hiểu, người ta phải biết là cái phương pháp này nó giúp ích được cái gì, lợi ích cái gì, thì mình phải có những cái lớp phễu để mình đào tạo. Thì hiện tại bây giờ em mở được những lớp phễu mà có điều em không có biết thu hút khách hàng, em chưa có cộng đồng, chưa có biết làm Facebook thì biết rồi, nhưng mà kiểu như mình cũng ít có sử dụng nên nó không có được tương tác. Dạ nên là em rất là mong là thầy có thể giúp giúp cho em biết cái cách để mình làm được, những thứ nhất là thành thạo về AI để em có thể ứng dụng nó, em mở những cái lớp phễu. Thứ hai là được những cái đối tượng quan tâm, từ cái đối tượng mà thích AI xong em chuyển sang là kỹ năng học tập. Dạ Ok, rồi rồi. chia sẻ. Thì bây giờ mình trước khi mình kiếm được 1 tỷ ấy, 1 năm ấy, thì mình phải xem mình kiếm được, trước khi kiếm được 1 tỷ thì phải kiếm được 100 triệu đã. Đúng không nhỉ? Cảm Đấy. ơn. Cho nên là cái mục tiêu cao là tốt, nhưng mà mục tiêu cao ấy nó phải đi kèm với cả một cái nó gọi là thực tế. Nó phải đi kèm với cả cái kế hoạch hành động, chứ còn mục tiêu không thì chưa đủ nhá. Đấy, mục tiêu là nó phải đi kèm với cả một cái gọi là hành động, nó phải mạnh mẽ. Ừ. Thế thì bây giờ trước khi mà mình nói về cái mục tiêu là nó có thực tế hay không, thì những cái việc mà hiện nay mình đang làm ấy, hoặc là những kế hoạch mình dự định mình sẽ làm trong trong thời gian tới ấy, thì bây giờ mình đã có chưa, mình đã biết là mình phải làm gì chưa. Đấy, vừa rồi thì mình nói về cái mong muốn, cái đam mê, ok rồi, nhưng mà những cái công việc mình cần phải làm để mình đạt được cái mục tiêu là 1 tỷ ấy, thì mình đã có chưa. Chưa có thì Huy sẽ giúp, còn nếu mà có rồi thì chia sẻ ra cho
cho Huy biết, ok không? Dạ, cái kế hoạch thì em dự định là mình sẽ mở những cái lớp phễu để mà mình đào tạo về AI. Có thể là hiện tại em chưa có cộng đồng, em có thể hợp tác với những anh chị trong cộng đồng, tức là những cái cộng đồng cũ em. Bởi vì bên đó thì ta cũng chỉ tập trung vào cái mảng bên đó thôi, người ta cũng không có đi qua cái phần AI, nên là em thấy là nếu như mà em có thêm cái khóa học AI lớp phễu này thì em có thể hợp tác với những cái anh chị có cộng đồng sẵn để mình thu hút học viên, sau đó là mở một cái khóa để chuyển đổi chăm sóc thì có thể là chia lợi nhuận thế nào đó. Đó là cái dự định của em trong trường hợp mà trước mắt, bởi vì trong khi mình chưa xây được cộng đồng thì mình hợp tác. Cái thứ hai là khi mà em đào tạo giáo viên á, em đã đào tạo được khá là nhiều giáo viên, và em đào tạo giáo viên tiểu học và đào tạo giáo viên mầm non, thì em cũng mong muốn là mình sẽ mở hợp tác với lại giáo viên ở bên đó, tức là hiệu trưởng, thì bên em chỉ kết nối được vài trường thôi, họ họ rất là thích và họ muốn mở những cái lớp đào tạo về kỹ năng, về phát triển tư duy hình ảnh cho trẻ mầm non đó. Em sắp tới em cũng sẽ mở những cái hội thảo dành cho phụ huynh, để tại vì cái đối tượng mua hàng là phụ huynh, giáo viên thì họ biết để mà họ họ đồng hành, họ giúp cho mình để mà kết nối với phụ huynh thôi, còn phụ huynh mới là cái bỏ tiền ra để mà họ mua, nên là em phải tổ chức những hội thảo như vậy để mình hàng tiềm năng, sau đó mình chăm sóc, mình chuyển đổi. Thì trước mắt là em chỉ thấy có hai cái việc đó, và thứ ba nữa là cái kế hoạch của em là em trong cái thời gian mà em chưa có cộng đồng mà em làm như vậy thì em vẫn phải học cách để mình làm marketing, xây dựng thương hiệu cái cộng đồng, cái group cho mình. Mà còn kế hoạch chăm sóc như thế nào thì em chưa chưa có cái kế hoạch rõ ràng, nên em chưa có, giống như em xây được cái group nhưng mà em không có duy trì, em chăm cái group đó là ngày nào để biết cái gì đăng cái gì, kiểu như là cái social media content đó, nó còn chưa có áp dụng được, nên là em muốn áp dụng AI để mà mình tạo ra được cái việc đó, nó sẽ giúp cho mình giảm đi cái thời lượng mình làm đó, vừa học vừa làm thôi. Tức là bây giờ mình vẫn đang ở cái vai trò là những ý tưởng thôi đúng không? Chứ còn kế hoạch cụ thể để mà triển khai thì là cũng chưa có đúng không? Dạ, thì em chỉ nghĩ tới những cái gì trong cái khả năng của mình, những cái gì mình có thể làm được trước, còn những cái mình chưa học được, như AI mà học để mà mình viết ra, mình chăm sóc được cái group, hoặc là mình tạo được cái con bot tự động để nó chăm sóc, thì phải có thời gian học rồi xong rồi thực hành. Còn hiện tại thì chỉ có lâu lâu đăng bài thôi thì nó không hiệu quả. Rồi, ok. Thì bây giờ chúng ta sẽ đi vào chi tiết hơn nhé. Đây. Đây. Mind map đúng không? Đây, mind map và siêu trí nhớ đúng không? Đây là Hồng Nguyễn này. Nguyễn Hồng này. Đấy. Với cái mong muốn của mình, cái mong muốn của mình là gì, mong muốn của mình là gì, là Là trở thành nhà đào tạo. trở thành nhà đào tạo. Đấy, về gì, về Về kỹ năng học tập. kỹ năng học tập đúng không, cho gì ạ, trẻ em đúng không, trẻ em mầm non và tiểu học đúng chưa. Rồi, đây là mong muốn thứ nhất. Mong muốn thứ hai đấy là kiếm được gì ạ, 1 tỷ một năm đúng chưa. Ok rồi, cái năng lực cá nhân là gì, mình đã có cái năng lực gì, mình đã có những cái kinh nghiệm gì. Dạ, em năng lực cá nhân để mình có thể sử dụng được AI thì em có thể đọc hiểu Không anh phải AI mà à. để mà phục vụ cái mong muốn bên trên ấy. À, Đấy. em đã có Mình những cái bằng cấp để mà mình đào tạo chuyên nghiệp, bằng cấp quốc tế này là để đào tạo chuyên về cái kỹ năng là mind map và trí bằng quốc nhớ, là em tế, đều có bằng cấp quốc tế hết rồi. bằng bằng quốc tế đào tạo về gì ạ, về mind map à. Dạ, mind map.
và trí nhớ là hai cái bằng khác nhau. Siêu trí nhớ đúng không? Rồi. Đấy là về quá trình học tập. Học tập. Đấy, học tập thì có những cái khóa học như là học về chuyên gia đào tạo đúng không? UTP đúng không? Dạ, UTP là học xong rồi đúng không? Dạ, Đấy, học xong rồi. thầy Cao Vương này. Đúng chưa? Rồi khóa học của thầy các khóa học của thầy Phùng Phong đúng Dạ vâng ạ. không? Phùng Phong thì là bạn của Huy, cùng cũng là một trong những anh em trong cộng đồng yoga game, cũng được thầy thầy Long hỗ trợ rất là nhiều. Và Huy cũng đã học các một số khóa học siêu trí nhớ của thầy Phong. Đấy, Dạ. thì cũng biết được cái mô hình của thầy Phong, và mô hình ấy rất là hay. Tuy nhiên đi theo mô hình đó thì thầy Phong là mô hình chuyên gia. Đó, và mình để đi theo mô hình đó thì mình cũng phải là chuyên gia. Dạ. Rồi, khóa học rồi. Khóa học về AI đúng không? Dạ. Về vẽ tranh đúng không? Đấy, chat GPT đúng không? Đấy, rồi, sơ bộ như thế nhá. Còn cái Sắp gì tới nữa? thì em cũng định học cái cách để mà mình viết sách này. Tại vì Viết trong cái sách. quá trình mình làm, mình thấy là em có thể kết lại được những cái gì mà mình học cộng với lại kinh nghiệm của mình để chia sẻ, thì em thấy là có thể viết sách được, nó cũng là một cái để mà mình tạo ra cái thương hiệu, tạo Thế cho là mình cái hôm qua có cái chương trình viết sách mà của bên chỗ luôn. Fu Fu Fukara đấy nhỉ? Hả? Thế là cũng đăng ký chưa? Đăng ký chưa? Em có đăng ký rồi thầy, Đăng ký rồi. đăng ký mà hôm qua thầy đăng ký đâu có mất phí gì đâu ạ. À, đúng rồi. Dạ Ok. thì học xong thì em thấy có cảm hứng để mình viết hơn, còn lúc trước Đúng cũng rồi. viết rồi cái đó dự án để qua một bên, tại vì thấy nó nhiều thứ Rồi. quá xong rồi không có tập trung được, Rồi. nhưng bây giờ mình chia sẻ xong cái mình thấy là có thể viết được rất là dễ theo cái cách của thầy. Rồi, viết sách đúng không? Dạ. Rồi. Rồi, còn còn cái Kinh nghiệm. nó là kinh nghiệm. Kinh nghiệm. Đấy, ví dụ như em bảo em đào tạo bao nhiêu khóa hoặc là bao nhiêu giờ em đào tạo miễn phí rồi. Bao giờ thế thì chúng ta khi mà chúng ta chưa có nhiều kinh nghiệm thì chúng ta sẽ phải có những cái lúc mà đào tạo miễn phí. Cái chuyện đấy là bình thường nhá, để có người nghe là tốt rồi. Đúng chưa? Thì mình cái kinh nghiệm đào tạo của mình là được bao nhiêu lâu rồi, hoặc bao nhiêu giờ đào tạo, hoặc là mình đào tạo được bao nhiêu người. Đấy, bao nhiêu buổi, bao nhiêu thời gian, bao nhiêu lâu. Đấy, đào Em tạo đào về cái gì? tạo kinh nghiệm thì từ cái khoảng thời gian mà em bắt đầu em đào tạo tới bây giờ là được 2 năm, và cái số lượng học viên á là học sinh á thì em chưa có mở được nhiều học sinh, thì khoảng dưới 100 học sinh thôi, tại vì một cái Zoom á cỡ khoảng hai ba chục, à khoảng 200 em mở được hai khóa, thì cộng với lại những cái khóa nhỏ nhỏ nữa thì khoảng gần 200 học viên là học sinh, còn đối tượng là giáo viên á là hơn một ngàn giáo viên. Để một đợt em đào tạo giáo viên là khoảng 300 người, mà em đi chắc cũng ba đợt rồi. Sắp tới là bữa nay em đi đào tạo tiếp là em sẽ có thêm khoảng 1.000 giáo viên nữa để mà học cái phương pháp này. Em thấy cái kênh này cũng rất là dễ để xây thương hiệu, vì trong cộng đồng của em cũng rất là ít người có khả năng đào tạo giáo viên, chỉ có một vài cái các thầy gọi là gần gũi với thầy Phong thì được thầy chia sẻ cho những cái chương trình của tâm bên chương trình đó để mà đứng lên đào tạo, chưa có ai mà tự mở ra một cái chương trình để mà đứng đào tạo hết. Như em thì em có hợp tác với lại một cô nữa có thì cổ chuyên về tiêu chí chớ, em thì em chuyên về mind map, thì tụi em kết nối được với sở giáo dục tỉnh Sóc Trăng và người ta mời về để mà đào tạo cho giáo viên toàn tỉnh, thì ước lượng là cứ mỗi một tám huyện mỗi một huyện cũng vài trăm học viên đó này. Đấy là kế hoạch đúng không? Kế hoạch đó thì đã đi được khoảng một phần tư đoạn đường rồi đó này. Là kết hợp với cả gì ạ? Với cả Sở Giáo dục ở Sóc Trăng à? Dạ vâng ạ. Đấy. Đã đào tạo được bao nhiêu? Đào tạo được hơn 1.000 giáo viên rồi. Giáo viên mầm non à? Giáo viên tiểu học. Giáo viên tiểu học. Dạ.
Mầm non thì em mới kết nối được với một trường mà trường đó cỡ khoảng 20 mấy, 25 giáo Tức là viên. đây là cái chương trình đào tạo của Sở Giáo dục đúng không? Dạ đúng rồi, của sở người ta đưa xuống là tại vì cái phương pháp học tập về sơ đồ tư duy và tư trí nhớ là bên thầy Nguyễn Hùng Phong đã làm rất là mạnh ở các Tức là cái đã đào tạo thị trường rồi, bây giờ mình chỉ có đi mình hớt thôi đúng không? dạ đúng rồi, thì thầy thầy kết nối được với các cái đài truyền hình rồi tổ chức các cuộc thi, cho nên là cái này là từ ở bên sở đưa xuống, thì đưa xuống các tỉnh thì bây giờ ở các tỉnh họ sẽ tự triển khai. Rồi, ok. Thế cái đào tạo này có phí không? Có Cái kênh này thì tụi em cũng đi trao giá trị, với lại chủ yếu là em xây dựng cái thương hiệu thầy. À, rồi. bên bên đó thì họ có giống như là cho tiền tiền giống như thỉnh giảng, bên bên nhà nước thì có chừng triệu mỗi một lần thỉnh giảng gì đó Rồi. thầy. Nhưng mà Ok. mình thì mình đi mình còn bỏ rất là nhiều thứ để mình tổ chức một cái event như vậy, thì em cũng xác định là đi gieo hạt thôi. Rồi, ok. Rồi. Ngoài cái chương trình này ra thì kế hoạch mình còn chương trình gì nữa không? Là tổ chức hội thảo cho phụ huynh trường cách của mầm non, phụ huynh của học mầm non. Là tổ chức hội thảo cho các cái gì? Đối tượng là phụ huynh của học sinh mầm non này. Hội thảo online, offline? Offline này. Offline cho các gì ạ? Phụ huynh à? Phụ huynh. Mình cũng mầm non, Phụ huynh tại vì mầm em non cũng là ở Sóc Trăng à? ở thành phố Hồ Chí Minh à. Đúng chưa? Dạ vâng. Chương trình tổ chức hội thảo này là mình đã có lịch hoặc là có chương trình phác thảo nội dung chương trình chưa hay là mới chỉ là ý Dạ tưởng? rồi. Cái này là em đã đào tạo cho giáo viên, họ đã gọi là giống như là họ muốn được nghe trước cái chương trình này như thế nào thì được. Lúc mà em đào tạo giáo viên á, là khoảng 25 giáo viên mầm non của cái ngôi trường đó, thì họ thấy rất là tâm đắc, cô hiệu trưởng rất là tâm đắc, và cô nói là ước gì mà rất là nhiều mà phụ huynh có thể được nghe. Nhưng mà lúc đó là Tết nên là cô tổ chức nó cập rập quá, không có phụ huynh không có rảnh nên là cũng không có người tham dự, nên là sắp tới là sau khi em đi 3 tuần về Sóc Trăng về là em sẽ tổ chức cái hội thảo này, là cũng là 4 tuần sau này, như 3 tuần này sau tuần sau nữa là em đi Sóc Trăng, và tuần sau tiếp theo nữa là em sẽ làm cho cái hội thảo này. Ok. Như vậy là với cái kinh nghiệm của mình là mình có quy Dạ. trình tổ chức lớp học đúng không? Dạ Và vâng. các cái Giáo giáo trình học trình. tập là mình có hết rồi đúng không? Dạ có Đúng rồi ạ. chưa? Mình đã có kinh nghiệm tổ chức các cái buổi hội thảo rồi đúng không? Dạ vâng ạ. Đấy. Em cũng có đội nhóm, có giống như mỗi lần mà em đi đào tạo là có học sinh nó đi trình diễn, thì học sinh là con của em á. Mấy đứa À, hay quá. con với lại học trò của em nên là đã luyện thành công rồi thì nó trình diễn. Thì có đội nhóm hết. Dạ Có gọi là case study đúng không? dạ đúng rồi, thầy dùng cái thuật Được chưa? đúng. Dạ Đấy, đúng rồi, hình là mẫu kết demo. quả. Đấy, rồi. dạ Đã có những cái gọi là học sinh có kết quả rồi đúng không? dạ Rồi, ok, có case study rồi. Ok. À, các cái tài liệu mà mình cần để mà đào tạo thì cũng được soạn thảo đầy đủ rồi đúng không? Dạ vâng, đầy đủ Rồi, thầy. ok, bây giờ việc của mình đó là làm sao để bán hàng để kiếm được tiền thôi đúng không? Dạ. Rồi, ok. Thế thì đầu tiên nhá là cái chỗ này nhá, mình sẽ phải xem là cái năng lực cá nhân của mình ấy nó có phù hợp với cả cái gọi là thế mạnh của mình không nhá. Đầu tiên là mình xem là cái gọi là năng lực bẩm sinh nhá. Năng lực bẩm sinh nhá. Thì mình ngày tháng năm sinh của mình là bao nhiêu? Dạ, 15 tháng 6 1987. 15 tháng 6 1987 đúng không? Dạ. Rồi. 15 tháng 6 1987 này. Rồi.
với cái ngày sinh này nha. Thì mình là có năng lực 6 này, 6 này. Số này cũng khá đẹp đấy nhá. Đấy, số 1 này. 187 này. Ok. Để mình xem nha. Thứ nhất là mình là cái người khá là gọi là quyết liệt đấy và rất là năng động. Cái năng lực cá nhân của mình ấy, đó là mình thích thích chia sẻ này, thích giúp đỡ mọi người này. Đấy. Và có một cái sự quyết tâm, có sự trách nhiệm, có sự yêu thương. Đấy, mình là cái người vô cùng yêu thương và cực kỳ là quan tâm chăm sóc đến gia đình của mình, đến con cái của mình. Đấy. 6 6 12 12 20 30 37 37, là số 10. Đường đời là số 10, cho nên là mình lại diện là vừa là cái người mong muốn dẫn dắt người khác, nhưng mà vừa là cái người rất là gì ạ, là hiền lành, dễ chịu. Đấy. Sống rất là chân thật. Đấy. Và khi mà mình làm cái gì ấy, thì mình đều muốn làm đến nơi đến chốn. Đó. Quyết tâm, quyết liệt và có một cái tư duy mở, không có bị những cái tư duy nó gọi là cố định. Tức là mình là cái người tư duy mà rất là phát triển. Đó. Mình luôn luôn nhìn cái mọi việc ấy, nó ở hai khía cạnh khác nhau. Đấy. Và đây là cái điều rất là tuyệt vời. Đó. Và cái năng lực học tập của mình ấy, thì thực tế là không cao, nhưng mà lại rất ham học hỏi. Tức là năng lực học tập của mình ấy, đó là mình học, nhưng mà cái khả năng ghi nhớ của mình nó không có tốt. Đấy. Đấy. Và mình hay bị quên, đúng không? Đấy. Và chính vì vậy ấy, khi mà mình tìm ra được cái phương pháp để giúp mình nhớ lâu ấy, thì mình cảm thấy rất là wow, rất là sướng. Bởi vì nó đúng là cái điểm yếu của mình. Đó. Và khi mà em gọi là sửa được cái điểm yếu đấy của em, đấy, thì tự nhiên là cái năng lực của mình nó phát triển rất là nhanh. Em có cảm thấy điều đấy không? Đó. Dạ, đúng. Đấy. Thế thì ở đây là anh gọi là đá sang một tí ở bên chỗ thần số học một tí nhá. Thì về cơ bản, về cơ bản là cái để anh xem cho em nhá. Là đây là em là có hai số 1 trong ngày sinh này. Đấy, có một số 5 này, một số 6 này. Đấy. Một số 9 này, một số 8 này, một số 7 này. Đúng chưa? Đúng chưa? 15 tháng 6 1987 đúng không? Thì về cái ngày sinh này của em ấy, thì có một cái điều đầu tiên nhìn thấy, đó là ngày sinh của em khá là tốt và không có bị một cái điểm yếu nào cả, không có một cái mũi tên nào xấu hết. Đó. Cho nên về cơ bản là cái em là người có một cái năng lực khá là tốt, có một cái khả năng rất là tốt. Đấy, và đây được gọi là một cái ngày sinh gọi là được vũ trụ ưu ái. Được chưa nhỉ? Em là một cái người được vũ trụ ưu ái bởi vì nó cho mình những cái gì ạ? Những cái năng lực bẩm sinh có sẵn. Đấy, mà người khác có thể là không có nhưng mình có sẵn. Đây là cái điều tuyệt vời. À, thêm một nữa đó là gì ạ? Đó là em là cái đường đời số 10 nhá, đường đời số 10. Hay là đường đời số 1 nếu như mà theo một cái số, theo một số cái gọi là trường phái thì đường đời là số 1. Thế đường đời số 1 thì sao ạ? Đường đời số 1 thì mình sẽ là cái người mà gì ạ? Sẽ rất là thích làm những cái gì đó mới, làm cái gì đó mà nó gọi là tiên phong, làm cái gì đó mà ít người làm. Đấy, mình thích cái gì nó mới mẻ, thích cái gì nó cập nhật, thích cái gì đó nó có sự sáng tạo, nó có sự thử thách, nó có sự gì ạ, khó khăn. Nói chung là khó tí thì mới thích, chứ còn nếu mà dễ quá thì mình lại không thích. Đó. Và nhiều khi á, mình làm cái việc gì đấy mà lặp đi lặp lại, đôi khi mình lại không thích đâu. Mình thích làm cái gì đó nó phải gì ạ, nó phải gọi là nó mới,
nó mới và nó có tính thử thách một chút nhá. Ok Thầy nói đúng đó thầy. không? Em là em soạn bài giảng là cứ mỗi một cái chương trình cùng một cái chương trình đó, nhưng mà em cảm thấy là mình phải làm tốt hơn nữa. Chương trình em đều cập nhật và em đều làm cho nó tốt hơn, làm cho nó tốt hơn, và em cảm thấy là em phải tự sáng tạo ra cái bài giảng của em tự thiết kế, em không có lấy cái bài mẫu. Mặc dù là có rất là nhiều cái tài liệu ở ngoài có sẵn hoặc là các cái slide người ta sẽ lại, mà em tự làm hết. Là em cũng mới vừa nói xong với bạn em là em nói là em thích tự làm, không có thích làm cái của người ta. Đúng Là rồi. em cũng đi tiên phong là em nghĩ là cái môi trường mầm non nó rất là ít cái người quan tâm phát triển, cho nên là em muốn tiên phong cái lĩnh vực này Rồi, đó. Thầy ok. nói rất chính xác luôn, cái gì em đam mê rất là biết ơn thầy. Hay Họ họ tên đầy đủ của em là gì? dạ Nguyễn Thị Thu Hồng. Số điện thoại. Dạ 0908 339 815. Ok nha. Đường đời số 1 với cả sứ mệnh số 9. Rồi. Sứ mệnh 9 này. Rồi. Nhân cách 1, linh hồn 1, thái độ lại 3 nữa. Rồi. Thái độ lại 3. Với cả gì ạ? Linh hồn 8. Đấy. Đấy, còn dạng là năng lực tự nhiên là 6. Nhân cách là 1. Rồi. Đây nha. Thì với cái bộ số này của em nhá, thì thứ nhất ấy, với đường đời số 10 thì như anh vừa nói đấy là gì ạ, là em sẽ không thích đi cái con đường của người khác mà mình thích đi cái con đường riêng của mình. Đấy, với số 1 nó là gì ạ, nó là cái tôi bản ngã, cho nên là mình thích thể hiện ra cái tôi của mình thích làm cái điều gì đấy của mình, chứ còn mình không thích đi theo lối mòn của người khác. Đấy, bài giảng của người khác mình có thể tham khảo, nhưng mà lấy nguyên si như vậy mình cứ cảm thấy nó không không, không nó không phải là mình, nó phải đưa cái yếu tố cá nhân của mình vào đó, thì đấy là cái điều rất là tuyệt vời. Được nhỉ? Và cái người mà có hai số 1 ấy là đẹp nhất. Đúng không ạ? Đẹp nhất. Những cái con số khác ấy nó một số là đủ, nhưng riêng cái số 1 là hai số là đẹp nhất. Đấy. Và ở đây anh nói biết là tại sao em lại là gì ạ? Là cái đường đời hay là cái ngày sinh của em được gọi là được vũ trụ ưu ái. Bởi vì sao ạ? Tất cả các con số khác của em đều là chỉ có một số thôi. Và cái con số 1 lại là hai số, cho nên là nó gọi gần như là hoàn hảo. Đấy. Tất nhiên mình vẫn còn thiếu những cái con số khác nữa, mình vẫn có những cái điểm yếu chứ không phải là không, chút nữa sẽ nói về điểm yếu đó. Nhưng với cái người mà có hai con số 1 thì mình nó gọi là biết mình biết người, đúng không ạ? Nếu mà một con số 1 thôi ấy thì mình biết mình mà không biết người, hoặc là gì ạ, nhiều con số 1 quá thì biết người mà không biết mình, thì dẫn đến cái tình trạng là nó gì ạ, một là tự ti quá, hai là tự tin quá. Tự tin quá thì dẫn đến là ngạo mạn, dẫn đến là không không học hỏi của người khác, dẫn đến là coi thường. Đấy, khinh thường người khác. Một con số 1 hoặc không có con số 1 thì dẫn đến tình trạng là gì ạ? Là quá tự ti, cái gì cũng ngại, cái gì cũng sợ, cái gì cũng gì ạ? Cũng cũng rụt rè, không dám gì ạ? Không dám lên tiếng, không dám nói. Nhưng với người hai con số 1 thì biết mình biết người thì sao ạ? Thì đánh đâu cũng gì ạ? Cũng có khả năng chiến thắng. Nhưng tuy nhiên nó mới chỉ là cái năng lực thôi. Được chưa? Nó chỉ là cái hạt giống thôi. Ở đây nó cái hạt giống tốt. Mình là hạt giống của cây cổ thụ. Nhưng mà gì ạ? Hạt giống cây cổ thụ thì phải gì ạ? Phải gieo vào môi trường phù hợp. Bây giờ hạt giống cây cổ thụ mà cho vào sa mạc thì cũng chết như thường à. Đúng không? Đấy. Ok nhá. Thế thì kết hợp giữa cái đường đời số 1 này. Đó. Thì là gì ạ? Là mình phải làm cái gì đó, nó phải có gọi là cái name của mình, cái tên của mình thì mình mới sướng, nếu không thì mình sẽ không sướng. Thêm vào nữa, đấy là cái sứ mệnh số 9. Sứ mệnh số 9 đó là gì ạ? Là sứ mệnh giúp đỡ cho cộng đồng. Hello. Sứ mệnh giúp đỡ cho cộng đồng, sứ mệnh phải xây dựng một cái gì đó có ý nghĩa. Tức là cái người mà với sứ mệnh số 9 ấy thì luôn luôn phải tìm cách nào đó để hướng ra bên ngoài, tức là gì ạ? Kiểu là cái người khá là hướng ngoại, tức là thích giúp đỡ mọi người nhưng mà lại thích giúp đỡ số lượng lớn, và thích đôi khi ấy, là cái cá tính của mình ấy, là thích được mọi người quan tâm này, thích được mọi người lắng nghe này, thích được mọi người tôn trọng này, thích được mọi người tung hô này. Đấy,
Nhưng mà tung hô ở đây là với vai trò nó tích cực, tức là gì ạ? Thích được mọi người là gì ạ? Là trân trọng mình, yêu quý mình, đúng không ạ? Đấy. Nể phục mình. Đấy, đấy là cái người số 9. Và người số 9 là cái người nó gọi là ở cái tầng cao nhất, cái sứ mệnh số 9 là sứ mệnh ở tầng cao nhất trong số các cái sứ mệnh. Bởi vì sao ạ? Sứ mệnh người người số 9 ấy, là luôn luôn muốn muốn cho đi, luôn luôn muốn giúp đỡ mọi người, luôn luôn muốn muốn để lại cho cuộc đời này một cái giá trị gì đó. Tức là cái người số 9, cái người sứ mệnh số 9 ấy, là cái người mà không có cam chịu những cái thứ mà nhỏ nhoi, không cam chịu những cái thứ gì đó là tầm thường. Họ luôn muốn vươn lên, muốn là gì ạ? Muốn cống hiến. Đấy, cho nên cái số 9 thì nó sẽ đi liền với những cái từ khóa. Thứ nhất là cống hiến, thứ hai là cho đi, đấy, thứ ba là gì ạ? Là cộng đồng, được chưa ạ? Và nếu như mình được làm những cái việc đó ấy, thì mình cảm thấy rất là sung sướng. Có tiền cũng được, không có tiền cũng được, mình cảm thấy rất là sung sướng. Đó. Nhưng cái người mà sứ mệnh số 9 ấy, thì họ không có tập trung vào tiền. Họ không tập trung vào tiền. Cho nên là gì ạ? Là về cơ bản ấy, họ cứ làm theo cái gọi là đam mê. Họ không có tập trung vào kiếm tiền. Cho nên là người số 9 nó kiểu như là các cái thầy tu ấy. Đấy, tức là họ làm sao đấy là họ để mà tìm ra những cái gọi là trí tuệ, sau đó là chia sẻ cho ai đó, không phải vì tiền. Đó, cho nên người số 9 ấy, rất là tuyệt vời. Đấy, rất tuyệt vời. Đó. Cho nên là không có tiền nữa này. Không có tiền nó là giai đoạn đầu thôi. Giai đoạn đầu thôi. Còn sau này khi mà số 9 mà kết hợp được cái kích hoạt được cái số 3 ấy, thì sẽ rất là mạnh luôn. Đấy, và em bây giờ em kích hoạt được con số 3 của em rồi. Ở đây em có thái độ số 3 này. Cái thái độ số 3 tức là gì ạ? Là cái việc mà khi mà em gọi là giao tiếp với mọi người ấy, thì mọi người sẽ nhận xét em là một cái người nhiệt tình, vui vẻ, hài hước, hóm hỉnh, đấy, đáng yêu, đấy, có gọi là chịu khó lo lắng cho cái vẻ bề ngoài khi mà tiếp xúc với người khác. Đó, khi mà tiếp xúc với mọi người ở bên ngoài ấy, là mình lúc nào mình cũng mong muốn là mình là được cái hình ảnh của mình là đẹp nhất khi mà mình tiếp xúc với mọi người. Đó, cho nên luôn luôn được mọi người khen là có một cái phong thái này, chuyên nghiệp này, có một cái gọi là ngoại hình là thu hút đấy. Đôi khi là nó có cái sự phong cách riêng, tức là nó có thể là lộng lẫy, xa hoa, luxury hay là gì ạ, đơn giản, nhưng mà mình có một cái phong cách riêng đó, có style riêng của mình đó. Thì đấy là cái thái độ người số 3. Và với những người thái độ số 3 ấy, thì đây là cái người mà cũng hay nói hay cười đấy, thích nói thích cười, thích chia sẻ, đúng không? Đấy, cho nên là về cơ bản là mình làm đào tạo cũng rất là ok, không vấn đề gì nhá. Thêm vào nữa đấy là mình cái linh hồn số 8. Với người linh hồn số 8 ấy, thì đấy là cái người linh hồn là diện là cái khát khao bên trong của mình. Được chưa? Cái khát khao thầm kín mà không bao giờ mình nói ra với ai, hoặc là đôi khi đến mình cũng chẳng biết. Đấy. Thì với cái người mà linh hồn số 8 ấy thì đó là cái người rất là mong muốn đạt được cái điều gì đó về vật chất. Cái này thì nó lại hơi ngược với cả sứ mệnh số 9 đúng không? Nhưng mà đấy là cái điều là gì ạ? Cái điều rất là tốt. Tốt tại sao ạ? Bởi vì nếu mà số 9 ấy, mà không có số 8 ấy, thì nó sẽ rất là gì ạ? Rất là mệt. Bởi vì mình khát khao những cái lớn, nhưng mình không có tiền để mình làm. Ví dụ như là số 9 đôi khi là muốn gì ạ? Đi xây trường từ thiện cho trẻ con chẳng hạn thế. Nhưng mà không có tiền thì xây kiểu gì? Đúng không? Đấy, mình muốn giúp đỡ cộng đồng, mình muốn giải cứu thế giới, nhưng mà mình không có tiền thì làm kiểu gì, không có lực thì làm kiểu gì, đúng nhỉ? Cho nên là gì ạ? Ở đây là em có bị một cái vấn đề, đó là đấu tranh nội tâm. Vừa là số 9 là không quan tâm về tiền, nhưng mà vừa là số 8 lại rất là cần tiền. Nó dẫn đến tình trạng là mình không biết mình là ai bây giờ, mình phải tập trung vào tiền hay tập trung vào cống hiến bây giờ. Đấy, và hai cái này nó cứ đấu tranh làm cho em là gì ạ? Cảm thấy rất là mệt mỏi, đúng không? Đó, thì số 8 thì nó không chỉ là tiền, nó là vật chất, nó là những cái nghiên cứu, nó là nội lực. Đấy, nó là sự nghiên cứu, sự tìm tòi, đó là sự hỗ trợ quản lý. Đó, tức là gì ạ? Cái người mà có linh hồn số 8 ấy là thích kiểm soát mọi thứ. Đấy, mình thích kiểm soát những cái thứ xảy ra xung quanh mình rất thích kiểm soát. Đó, mình thích
cái gì đấy mà nằm ngoài tầm kiểm soát của mình ấy, là mình cảm giác lo lắng, mình cảm giác không vui, mình cảm giác không 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 gọi là không tự nhiên đó. Cho nên cái người với linh hồn số 8 ấy thì nó có một cái ưu điểm và cái nhược điểm. Ưu điểm đó là gì ạ? Là làm việc rất là chỉnh chu, nhưng nhược điểm đấy là hơi cầu toàn đấy. Nhiều khi là mình mở lớp học thì mình phải thế này, phải thế này, mình phải phải tốt chứ, thì mình mới dám thu phí. Mình không tốt, mình không dám thu phí đấy. Cho nên mình cầu toàn quá, và những người cầu toàn quá thì đôi khi á nó sẽ bị chậm trong cái hành động. Ví dụ như là bây giờ mình muốn mua miếng đất chẳng hạn, bây giờ mình phải nghiên cứu kỹ, mình phải thế này thế kia, nhưng đến lúc mà mình nghiên cứu xong thì cơ hội nó qua mất rồi, kiểu kiểu vậy đấy. Nó sẽ bị dạ, nó sẽ bị chậm một chút đấy. Cộng với cả cái gọi là năng lực tự nhiên của mình là số 6, thì mình là gì ạ? Là cái người yêu thương, lúc nào cũng lo lắng cho người khác, lúc nào cũng gì ạ, lúc nào cũng thích giúp đỡ người khác, lúc nào cũng đặt đặt vị trí của mình vào người khác. Cho nên là gì ạ? Đôi khi ấy, là mình sẽ bị một cái tình trạng đó là hơi hơi bao đồng, cái việc gì mình cũng muốn giúp mọi người, xong cuối cùng mình chẳng giúp được ai cái gì cả đấy. Tức là gì ạ? Mình chỉ giúp được cái nhỏ 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 thôi, cái lớn thì mình không giúp được, đúng không? Đấy. Đấy, cho nên là về cơ bản là cái bộ số của em thì khá là tốt. Tuy nhiên thì cần cần biết cách để phát huy những cái điểm mạnh và hạn chế những cái điểm yếu, được chưa? Đấy. Nhân cách số 1 thì nó tương đương với cả đường đời. Nhân cách nó là gì ạ? Nó là thể hiện cái cá tính của mình. Đấy, cái cá tính của mình với cái nhân cách số 1 cũng là cái người mà gì ạ? Cũng rất thích làm những cái việc gì đó mà gọi là độc lập. Tức là mình thích độc lập, mình không thích phụ thuộc vào người khác. Khi mà mình bị phụ thuộc vào người khác ấy, là mình cứ cảm thấy rằng là nó không phải là mình, nó cảm thấy là nó sao sao ấy, cảm thấy nó không ổn, có đúng không? Đấy nha. Đấy, cho nên là khi mà mình làm việc, mình cảm thấy mình được độc lập, mình được làm theo đúng cái ý của mình không cần phải xin phép thằng nào cả, mình cũng không cần phải là gì ạ, phụ thuộc thằng nào cả, mình cũng không phải nhìn mặt thằng nào để mình làm cả, thì mình cảm thấy nó sướng hơn. Có tiền cũng được, không có tiền được, nhưng ít nhất là mình cảm thấy sướng ở bên trong của mình đã, đúng không? Dạ đúng rồi thầy. Em làm gì em cũng ở ai cản gì cản, nhưng mà em vẫn muốn em làm là em muốn làm là em phải làm cho tới Đúng rồi. cản được. Ừ. Đấy, thì cái số 1 đấy, cái điểm yếu đấy là đôi khi là hơi bảo thủ, cứng đầu, hơi ngang, hơi bướng. Có vị chồng nói hoặc có vị bố mẹ nói Không nói nhưng mà có chuyện cứ hụt hạc hoài thôi. không? Ờ thì nói không được thì thôi không nói nữa. Nói hoài nó chán là chẳng nói. Đúng chưa? Đấy. Rồi, ok nha. Thế thì cái với cái bộ số này của em nhá, thì thứ nhất là em có cái trục này, có cái trục này này, đấy là trục gọi là trục quyết tâm. Trục này là trục quyết tâm, cho nên là gì ạ? Em làm cái gì á là em quyết tâm lắm, em làm đến nơi đến chốn và ai can cũng chẳng được đấy. Cứ mình ý mình là mình làm thôi, cộng thêm nhân cách số 1, đường đời số 1 với hai con số 1 ở đây nữa, thì là gì ạ? Ai nói thì cũng nghe, nhưng mà nghe để đấy thôi, còn việc mình vẫn làm đấy, đúng không ạ? Cái thứ hai nữa là có cái trục năng động này, 789 này, là mình cực kỳ năng động luôn. Mình làm nhân viên cũng được, mình làm quản lý cũng được, làm lãnh đạo cũng tốt. Đấy, và mình không có chịu ngồi yên. Mình phải nghĩ ra việc này mình làm, nghĩ ra việc kia mình làm. Mình mà ngồi yên một cái ấy, là mình cảm thấy là gì ạ? Nó chán vô cùng luôn. Đấy, mình ngồi yên mà mình không có việc gì mình làm, mà không có cái gì ấy, là bắt đầu mình phải, nói chung là mình phải sinh ra việc mình làm, hoặc là sinh ra việc mình chơi. Chứ ngồi yên là mình không chịu được. Đấy, mình chơi cũng được nhưng mà nó phải làm cho mình bận rộn. Yeah. Đấy. Đó là hành động hết này. Ờ, trục này là cái trục mà thích thích những cái hoạt động, thích cái hoạt động nhá, thích các cái hoạt động, thích cái vận động về mặt công việc, về mặt trí não đấy. Nhưng mà hoạt động về mặt thân thể, gọi là vật lý physical ấy, thì mình lại chưa tốt lắm. Nó lại là cái điểm mà chưa mạnh của mình đấy, về mặt gọi là vận động cơ thể. Đó, thì mình lại không phải điểm mạnh. Có đúng không?
luyện tập thể dục đó thầy. Đúng rồi đấy, nó kiểu như vậy. Tập thể dục là cũng là hơi chưa phải là cái người mà chăm tập thể dục đúng không? Bây giờ thì em biết là em phải dành thời gian cho sức khỏe nên đang cải thiện đó thầy. À đúng rồi, cũng đang cải thiện, thế là tốt. Như vậy là mình biết điểm yếu của mình là mình cải thiện. Đó. Nhưng mà nếu như mà không có ai nói gì, không có một cái gì là bình thường kệ là mình cũng cũng không tập đúng không? Mình cũng Dạ lười đúng đúng không? rồi. Có những người nha, có những người ấy, họ thích tập thể thao từ bé. Có những người họ có cái thế mạnh, ví dụ như là những cái người mà chơi thể thao chẳng hạn, tức là từ bé bẩm sinh họ ra họ đã thích chơi thể thao rồi đấy, họ họ mạnh về cái điểm đấy, cho nên là gì ạ, là không cần phải ai giục, không cần phải ai nói, họ vẫn cứ thích đi tập gym, họ đi chạy bộ, họ đi đá bóng đấy, tức là nó có người có thế mạnh như vậy, còn mình thì cái thế mạnh đấy không phải thế mạnh chính của mình Dạ. mà thậm chí nó là cái điểm yếu. Bởi vì ở đây em có mấy cái điểm yếu này. Thứ nhất là thiếu con số 4 ở đây này. Đấy. Thiếu con số 4 ở đây này. Con số 4 nó thể hiện là gì ạ? Thể hiện cái năng lực hành động. Gì ạ? Năng lực hành động và cái việc mà tập trung vào vật chất này, tập trung vào vật lý này. Đấy, thực tế này. Đó, cho nên là đôi khi á là mình không có gọi là mình quyết tâm thì rất là quyết tâm nhưng mà khi mà đưa nó vào trong thực tế thì nó sẽ có những cái khó. Đấy, và đôi khi là mình cũng chưa thực sự là chăm chỉ, gọi là kỷ luật. Đấy, gọi là rèn luyện được cái kỷ luật của mình ấy. Thế thì cái số 4 này là mình đang bị thiếu. Và để mà rèn luyện cái số 4 này ấy, thì thứ nhất đó là gì ạ? Là tập trung vào rèn luyện cái kỷ luật. Cái thứ hai đấy là làm những cái việc mà chi tiết. Chi tiết tức là sao ạ? Làm từng việc nhỏ. Để làm việc lớn thì đầu tiên phải làm việc nhỏ. Được không nhỉ? Giống như Huy nói ban đầu ấy, mấy cái ông sứ mệnh 9 này này, đôi khi là hơi bay quá, hơi ngáo. Đấy, cho nên là phải làm từ những cái việc nhỏ trước. Muốn bây giờ mình chưa kiếm được 20 triệu một tháng thì đừng nói con câu chuyện là 1 tỷ một năm. 1 tỷ một năm thì xác định là một tháng là phải được 100 triệu. Đấy. Nhưng mà bây giờ mà chưa kiếm được 20 triệu một tháng thì cứ mục tiêu 20 triệu một tháng đi đã. Được chưa? Đấy, nhưng mà ông sứ mệnh số 9 là nhiều khi ông hay bay bay nhưng mà lại gì ạ, lại thiếu cái thực tế, cho nên là gì ạ, là cứ bay hoài nhưng mà không xuống được. Đấy, còn ông số 4 này là ông rất thực tế luôn nhá. Ừ. Đấy, và thực tế thì nó mới tạo ra được gì ạ, ra được tiền bạc, nó phải hành động, khả năng hành động. Đấy, chi tiết thực tế, được chưa? Cái thứ hai nữa đấy là kích hoạt con số 3 này, thì anh cá là em đã kích hoạt được con số 3 này. Khi mà em kích hoạt được con số 3 này là trí tuệ em sẽ phát triển. Kích hoạt con số 3 này bằng cách nào? Học tập liên tục, học tập trọn đời. Đấy, và hiện nay em là người đang rất là ham học hỏi và em đã học được cách để mà ghi nhớ. Cái người mà thiếu con số 3 này thì 99% là người nào cũng hay quên. Cứ thiếu cái số 3 trong ngày sinh này nhá thì kiểu gì cũng hay quên. Đấy. Cái thứ hai nữa là mình học tập mình cũng gì ạ? Mình cũng chậm hơn so với người khác. Đấy. Cho nên là gì ạ? Khi nào mà mình dồn tâm dồn dồn sức vào để mà mình học tập ấy thì cái con số 3 này nó được hiện ra. Nó con số 3 ảo mình điền vào thì lúc đấy ấy, thì trí nhớ của mình tự nhiên nó tăng lên. Đồng thời nhá, khi mà cái trí nhớ của em tăng lên nhá, nó kích hoạt cho em một cái gì ạ? Mũi tên này nữa là mũi tên 369 là mũi tên sáng trí và lúc đấy em sẽ gì ạ? Nó rất là thông minh này. Đấy, có khả năng tưởng tượng tốt này, có khả năng sáng tạo này. Đấy, có khả năng gì ạ? Ghi nhớ tốt hơn này. Đấy, kích hoạt được cái mũi tên sáng trí này. Được chưa? Đó. Rồi. Khi mà em có con số 4 này thì em kích hoạt thêm được cái trục ở đây nữa, đấy là trục gì ạ? Trục sức khỏe này. Đấy, rèn luyện thể dục này, kỷ luật này, chi tiết này, cẩn thận này, quy trình này. Đấy, rồi là thực tế này. Đấy. Thì lúc đấy là gì ạ? Là mình kích hoạt được cái con số cái trục 147 này là trục gì ạ? Trục thân thể, là trục physical, chứ là trục gì ạ? Trục vật lý, là lúc đấy thì cơ thể mình nó sẽ khỏe mạnh hơn, tự nhiên cơ thể mình sẽ khỏe mạnh hơn nhá. Rồi thêm nữa, khi mà kích hoạt được con số 4 này, khi mà mình kỷ luật bản thân, chi tiết cẩn thận, tập thể dục đều đặn thì mình kích hoạt thêm cái bộ 456 này. Cái bộ 456 này là cái bộ cực kỳ hiếm, bởi vì sao ạ? Bởi vì hầu hết mọi người đều thiếu, 80% mọi người đều thiếu cái trục 456 này, mà em chỉ cần tập thể dục thôi là em đã kích hoạt được cái bộ 456 này rồi. Và bộ 456 này là bộ gì ạ?
Bộ 456 này là bộ gì ạ? Bộ bình bình tâm bình bộ tâm an. Bộ tâm an tức là sao ạ? Khi mà em kích hoạt được bộ 456 ấy thì em sẽ không còn giận dỗi người ta nữa, em sẽ không còn là gì ạ? Là đau khổ khi mà người khác đối xử với em không tốt nữa, em sẽ không còn mệt mỏi khi mà người ta làm những thứ mà nó không giống mình nữa, em sẽ không còn trách móc cuộc đời, cũng không cần trách móc ai nữa, tức là mình tự nhiên mình trở thành gọi là trở thành Phật luôn ấy. Đấy, kích hoạt được bộ 456 là thành Phật luôn ấy. Được chưa ạ? Tất nhiên nó còn thêm những cái yếu tố khác nữa, nhưng mà ít nhất là mình tâm mình nó sẽ an nhá. Đấy, mình sẽ sống cuộc sống rất là vui vẻ thoải mái, gọi là quẳng quẳng gánh lo đi để mà vui sống ấy. Được chưa? Đấy, cho nên em chỉ cần tập thể dục thôi. Thế anh mới nói là cái bộ số ngày sinh của em là gần như là hoàn hảo rồi. Đấy, nó chỉ còn kích hoạt thêm một chút nữa thôi thì em mạnh vô cùng luôn. Ok nhá. Rồi, thêm một cái điều nữa này, đó là kích hoạt cái con số 2 này. Trong bộ số ngày sinh và cái bộ số tổng hợp của em ấy là không có con số 2 này. Cho nên là gì ạ? Nó có một cái yếu tố đấy là gì ạ? Là mình rất là mạnh, mình rất là tập trung, mình rất là nghiêm túc, mình làm rất là tốt, mình rất là năng động. Tuy nhiên, cái thứ nhất đó là mình không được lòng mọi người. Đấy, mình giao lưu kết nối cũng tốt nhưng mà đôi khi cứ bị mà người ta khó chịu. Mình cũng không hiểu tại sao. Đấy. Rồi cái trực giác của mình nó chưa phát triển, cho nên là mình không không nắm bắt được tâm lý của người khác. Mình không nắm bắt được tâm lý của học sinh, mình không nắm bắt được tâm lý của chồng mình không nắm bắt được tâm lý của bố mẹ mình. Đấy. Thì mình rèn luyện cái trực giác này bằng cách nào ạ? Bằng cách là sau mỗi một cái cuộc nói chuyện ấy, thì mình để ý xem cái thái độ của người ta như nào. Bình thường mình là cái đường đời số 6 là mình cũng cũng hay bị ảnh hưởng bởi cảm xúc của người khác, nhưng mình thiếu đi cái sự phân tích để mà mình nhận để mà mình gọi là hiểu được cái gọi là cái suy nghĩ của họ. Đấy. Thì cái con số 2 này nó vừa là cái sự hiểu người khác mà vừa là cái diện là cái sự là hỗ trợ. Đấy. Giúp đỡ. Đấy. Chăm sóc. Đó. Và lắng nghe. Đôi khi cái khả năng lắng nghe của mình đôi khi là cũng chưa tốt lắm. Đúng không? Đấy. Thế thì khi mà kích hoạt được cái con số 2 này thì em lại có thêm một cái trục nữa. Đấy, cái trục này nó gọi là cái trục gọi là cân bằng cảm xúc. Đấy. Cái trục cân bằng cảm xúc này thì nó sẽ giúp em cái cảm xúc của em ấy nó sẽ kiểm soát được tốt hơn. Nó không có những cái trạng thái là quá là gay gắt, đấy, quá là khắt khe hay là quá là hồi hộp, quá là căng thẳng. Yeah. Đấy, mình sẽ kiểm soát được cái cảm xúc của mình được tốt hơn. Mình sẽ đối nhân xử thế tốt hơn. Cái người nào mà con số 2 nó giống như cái người nó gọi là đắc nhân tâm ấy, tức là ai cũng quý, ai cũng thích, ai cũng yêu mình hết. Cái gì mình cũng nhẹ nhàng hết, cái gì mình cũng chấp nhận được hết. Đó. Rồi thêm vào nữa, em kích hoạt được cái bộ số 123 này thì em sẽ là cái người rất là gọi là làm việc với quy trình, thích làm việc với quy trình. Đấy, hiện nay ấy, thì em đang làm việc theo kiểu ngẫu hứng, tức là thích thì làm thôi chứ còn kế hoạch nó không có rõ ràng. Đấy, không có kế hoạch, không có quy trình gì một cách gọi là bài bản hết. Đúng chưa? Đấy, bởi vì sao ạ? Bởi vì mình thiếu số 2, số 3 này. Tất nhiên là bây giờ mình biết điểm yếu của mình và mình đang rèn luyện rồi. Nhưng mà cái bẩm sinh của mình là bị thiếu, cho nên việc của mình là gì ạ? Là phải kích hoạt hai con số này. Được chưa ạ? Kích hoạt con số 2 này bằng cách là gì ạ? Lắng nghe nhiều hơn và để ý đến cái trực giác của mình. Đấy. Rèn luyện cái trực giác của mình. Còn rèn luyện trực giác thế nào thì hôm nào Huy sẽ nói riêng. Đấy, có một cuốn sách nó gọi là khơi nguồn trực giác. À, nó cũng rất là hay, nó cũng dày như này này. À, và nó cũng hướng dẫn các cái bước để mà rèn luyện trực giác của mình nhá. À, trực giác nó sẽ giúp cho mình rất nhiều yếu tố. Những cái người mà lãnh đạo quốc gia rồi những người mà lãnh đạo công ty lớn, mỗi một quyết định của họ có thể là gì ạ? Kiếm được hàng tỷ đô hoặc có thể mất hàng tỷ đô. Đấy. Và họ mỗi ngày họ phải ra hàng trăm cái quyết định khác nhau. Nếu họ không ra quyết định bằng trực giác thì họ không thể nào mà gì ạ mà giải quyết được nhiều công việc. Khi em ra quyết định bằng trực giác ấy, thì cái tốc độ ra quyết định của em nó chỉ là 0,01 giây. Em nhìn thấy một người
em thích hoặc không thích người đấy, em không hiểu lý do tại sao. Còn em phân tích ra, à cái người này xinh này, cái người này đẹp này, cái người này giỏi này, cái người này ăn mặc gu thời trang này, cái người này thế này thế kia, mình phân tích hết các cái thông số đấy xong đầu mình mới nói rằng mình thích hay không thích ấy, thì lúc đấy ấy, nó lại là câu chuyện khác. Đấy là diện là logic, đúng không ạ? Đấy là logic. Thế còn trực giác thì chỉ cần liếc một người cái là mình thích hay không thích, đúng không ạ? Mình cũng không hiểu tại sao thì đấy nó gọi là trực giác nhá. Ví dụ như này, khi mà anh nhắn tin, anh trao đổi, anh chat với em thôi, rồi tự nhiên anh có cái cảm tình với em, không hiểu tại sao. Đấy. Và ngày hôm nay anh có cái buổi coaching cho em như này, cũng không liên quan gì đến vẽ tranh cả, chỉ vì đơn giản là anh có một cái trực giác, anh rèn luyện cái trực giác của anh cực kỳ mạnh. Cái trực giác của anh cực kỳ mạnh, cho nên anh cảm nhận một cái người nào đó cực kỳ chính xác. Cái người này có thể kết hợp được hay không, cái người này có thể làm bạn được hay không, cái người này có thể chơi được hay không, cái người này có thể là gì ạ, làm việc cùng được hay không. Thì chỉ cần chat với nhau vài câu thôi là anh đã có cái cảm giác đấy rồi, mà anh cũng không hiểu tại sao luôn. Nhưng mà trong cái quá trình anh rèn luyện, anh biết cách rèn luyện, cho nên là bây giờ cái trực giác của anh nó đúng đến mức mà gần như là anh tin nó tuyệt đối luôn. Em cũng đang muốn rèn luyện tiềm thức này. Đúng rồi, học cũng có đang học về tiềm thức, học đúng. Tiềm thức cũng đánh đọc pháp luôn, đang học với là thầy Tony Chính. Đúng rồi, thì tất cả những cái này ấy, mình kích hoạt ấy, thì bằng cách là gì ạ? Là mình, việc đầu tiên là kích hoạt cái số 3, đấy là sự học tập, kích hoạt cái trí tuệ. Bởi vì tất cả những cái thứ gì ấy, đấy, mình làm ấy, nó phải được dẫn dắt bởi gì ạ? Bởi trí tuệ. Đấy, trục 3, 6, 9 này, đấy, mình phải làm dựa trên cái gì ạ? Cái trí tuệ. Kể cả là giúp người nhá, kể cả giúp người cũng phải giúp bằng trí tuệ. Chứ còn giúp bằng gì ạ? Bằng tiền bạc hoặc là các thứ là gì ạ? Là những cái giúp thấp nhất. Giúp bằng tiền bạc là cái giúp thấp nhất, ở cái trục gọi là kém nhất, thấp nhất. Ví dụ như là cho người ta ít tiền thì đấy là cái level thấp nhất, dễ nhất, ai cũng làm được, đúng không ạ? Nhưng mà giúp cho người ta gì ạ? Là bình tâm, bình an, là ở cái trục thứ hai này, được chưa ạ? Là đã là ok rồi. Giúp cho người ta an tâm, giúp cho người ta gì ạ? Bình tâm, giúp người ta gì ạ? Điều hòa được cái cảm xúc của họ đấy, thì đấy là cái thứ hai rồi. Tư vấn cho họ những cái gì ạ? Tư vấn tình cảm, hôn nhân, gia đình, tình yêu các thứ ấy. Đó. Thì đấy là cái thứ hai rồi. Nhưng cái giúp cao nhất đấy là giúp gì ạ? Giúp giải phóng về mặt trí tuệ. Đó. Cho nên Đức Phật ấy, tại sao đến bây giờ mọi người vẫn đi theo cái Phật, rồi là bên Chúa Giê-xu, rồi các cái thứ ấy. Bởi vì sao ạ? Ở tất cả những cái nơi đó thì chúng ta đều tìm thấy cả ba cái yếu tố này. Nhưng cái yếu tố quan trọng nhất đấy là gì ạ? Là trí tuệ. Thì vậy, yếu tố trí tuệ ở trong nhà Phật, và kể cả trong Chúa Giê-xu, hoặc là trong Thiên Chúa, hoặc bất kể cái đạo nào cũng thế. Đấy, thì đấy là cái việc mà giúp người cao nhất, đấy là giúp bằng trí tuệ, giúp cho họ nhận ra cái con đường của họ, giúp cho họ gì ạ, thoát khỏi cái bể khổ. Đấy, đại khái là như vậy, được chưa? Ok nhá. Thì với cái phân tích như này thì cái việc mà em làm giáo viên, đặc biệt là hỗ trợ cho trẻ em, là cực kỳ là hợp lý. Đấy, cực kỳ hợp lý. Bởi vì sao? Cái năng lực tự nhiên của em là số 6 này, là em sẽ rất là quan tâm đến gia đình, rất là quan tâm đến con cái. Đấy, cho nên là khi mà em tập trung vào con cái là nó cũng đúng thôi. Được chưa? Đấy, ở trong ngày sinh của em có số 6 này. Đấy, xong rồi năng lực tự nhiên cũng số 6 này. Đấy, với những người số 6 là những người thích yêu thương, thích lãng mạn, thích nhẹ nhàng, thích nói ngọt, không thích căng thẳng, không thích stress, cứ trách móc em rồi mắng mỏ em là em không có thích. Nếu mà em có gì sai ấy, cứ nói em nhẹ nhàng thì em nghe. Đấy, cứ quát nạt em thì em không thích, đúng không? Yeah. Đấy. Chắc ai cũng thích vậy, ở đó ai thích bị quát đâu. Đúng rồi, không, có những người thì cứ phải quát thì mới nghe. Nó gọi là con lừa ưa nặng ấy. Đấy. Đúng không? Nhưng mà em thì khác. Đó. Nha. Yeah. Mình cứ suy từ mình ra, mình suy ra người khác này, đôi khi không đúng đâu. Có những thằng nó giỏi thể thao, nó đá bóng chênh chách ấy. Nếu mình suy từ mình ra, mình bảo mình chẳng thích đá bóng ấy. Thế thì mình suy thế là nó đúng hay sai? Cho nên là suy từ mình ra đôi khi là nó sai. Ngày xưa anh cũng tưởng là gì ạ? Mình thế nào thì thiên hạ nó cũng thế. Nhưng xin thưa là không đúng. Sau khi mà mình có trí tuệ rồi ấy, mình mới biết rằng là cái thứ mình thích không có nghĩa là thằng khác nó cũng thích. Đúng không? Dạ đúng. Thế sao em bảo là ai cũng thế? Cái người nào nói rằng ai cũng thế là chứng tỏ là gì ạ? Là chưa hiểu. Dạ.
Để là mọi người đều có một cái sự khác biệt. Ừ, đúng rồi, mình phải mình cái đầu tiên mình hiểu đấy là hiểu mọi người là khác nhau, chứ không thể là ai chẳng thích khen. Đúng, đa số mọi người đều thích khen, bởi vì kiểu gì loanh quanh có mấy cái con số, còn có những con số rất thích khen, có những con số khen nó ghét. Em biết thằng nào khen sẽ khen nó ghét không? Thứ nhất là thằng số 7, thứ hai là thằng số 1, thứ ba là thằng số 4. Ba cái thằng nằm bên dưới này này, ba cái thằng nằm bên dưới này này là khen nó ghét. Ba cái thằng nằm bên trên này này, cứ thằng nào số 3, số 6, số 9 ấy, đây này, em sứ mệnh 9 này, năng lực tự nhiên số 6 này, thái độ số 3 này, cho nên là gì ạ? Cứ khen là thích. Nhưng mà cái thằng nào mà toàn 1, 4, 7 khen là nó ghét đấy. Nó bảo là gì ạ? Mẹ thằng khen đểu, mẹ thằng chém gió. Nó lại định lừa mình cái gì đây? Nó lại định là gì ạ? Lợi dụng cái mình cái gì đây, cho nên nó mới khen mình. Có người như thế không? Có này. Đấy, thì em bảo nó khen mà nó thích, đừng có mà khen. Có những thằng mà khen là nó cạch mặt, nó không thèm chơi với mình luôn. Bảo ui dồi ôi, chị dạo này chị đẹp thế, bảo mày ngày xưa mày mày chê tao xấu, bây giờ mày bảo tao đẹp đúng không? Bảo không, em có nói thế đâu, em chỉ bảo là đợt này chị trông chị rạng rỡ thế. Bảo ngày xưa mày mày ý nói mày ngày xưa tao 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 u ám, bây giờ tao mới rạng rỡ đúng không? Bảo không, em có nói thế đâu, bảo bây giờ em thấy chị thon thả đấy. À, mày chê tao béo ngày xưa béo đúng không? Đấy, nó có Đúng những rồi, người như vậy. Đấy, nó có những có những người người khác. như thế. Dạ Đúng không? Đấy. dạ đúng rồi. Ừ. Cho nên là mình không 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 suy cái cơ bản như vậy được nhá. Dạ Rồi, với năng lực như vậy, đào tạo tốt, ok, khả năng nói tốt, khả năng kết nối tốt và khả năng xây dựng cộng đồng cũng tốt. Việc của mình đó là gì ạ? Là hạn chế những cái điểm yếu thôi nhá. Rồi, tiếp theo này. Đi vào thực tế này, với cái năng lực bẩm sinh này là ok rồi này nhá. Rồi. Bây giờ đi vào cái việc mà kế hoạch hành động này. Đấy nha. Ở đây, mình xong bên này rồi. Mình xong bên này rồi. 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 Bây giờ đi vào là áp dụng này. Áp dụng thực tế này. Đấy. Đầu tiên nhá, từ cái ngày sinh này nhá, thì bắt đầu mình đưa ra có mấy cái này. Khắc phục điểm yếu này. Nha. Và phát huy điểm mạnh này. Được chưa nhỉ? Đấy, điểm mạnh của mình đó là gì ạ? Đó là tư duy mở. Đúng không ạ? Đấy, thích học tập. Đấy là một điểm mạnh. Được chưa ạ? Điểm mạnh thứ hai của mình đó là gì ạ? Đó là thích giúp đỡ mọi người. À. Rồi. Xây dựng cộng đồng. Đúng chưa? Rồi. Điểm mạnh số 3 của mình đó là có khả năng nói, chia sẻ. Đấy. Điểm mạnh thứ tư đó là gì ạ? Năng động, hoạt bát. Đấy, dám nghĩ, dám làm. Được chưa? Rồi. Điểm yếu này, khắc phục điểm yếu này, đó là gì ạ? Rèn luyện kỷ luật, chi tiết, thực tế, tập thể dục để kích hoạt con số 4. Được chưa? Khắc phục điểm yếu thứ hai đó là gì ạ? Là tăng khả năng ghi nhớ. Ghi nhớ này. Rồi là gì ạ? Học tập liên tục này. Được chưa? Đấy. Điểm yếu thứ ba nữa đó là gì ạ? Rèn luyện khả năng lắng nghe. Đấy. Đặc biệt là lắng nghe trực giác. Được chưa? Đấy. Hỗ trợ và hỗ trợ người khác. Đấy. Mình thích giúp đỡ mọi người rồi, nhưng mà mình lùi lại phía sau để đẩy người khác lên phía trước, thì đấy là gì ạ? Đấy là con số 2 đấy. Hạ cái tôi của mình xuống, hạ cái cá nhân của mình xuống để mà gì ạ? Để mà giúp đỡ người khác. Được chưa? Thì những cái này thì có vẻ là em đang gì ạ? Em đang khắc phục rồi, rất là tốt. Và những cái điểm
mạnh của em đang phát huy khá là tốt, được chưa? Bây giờ áp dụng vào thực tế thì thứ nhất là cái mình mong muốn ở đây đó là gì ạ? Đó là xây dựng cộng đồng, mà ở đây là cái mong muốn đấy nha. Cái này cũng là mình mong muốn là xây dựng cộng đồng đúng không? Yeah. Xây dựng cộng đồng đúng không? Áp dụng thực tế ở đây ấy, thứ nhất đó là gì ạ? Là phải xây dựng được kế hoạch chi tiết, được chưa ạ? Và mục tiêu cụ thể rõ ràng. Đấy, được chưa ạ? Mục tiêu của mình đôi khi là nó gì ạ? Nó chưa rõ ràng, nó chưa cụ thể. Nhá. Thì tất cả những cái này ấy là em có thể sử dụng một cái thằng để mà em xây dựng, đó là gì ạ? ChatGPT. Được chưa? Mục tiêu cụ thể rõ ràng, cũng sử dụng ChatGPT. Nó hoàn toàn có thể giúp cho em được. Được chưa? Rồi, xây dựng những cái giáo án, giáo trình, những cái bài viết ở trên mạng xã hội. Được chưa? Đều có thể sử dụng ChatGPT để làm, kết hợp với cả AI vẽ tranh để em có thể là tạo ra được những cái cộng đồng của em. Được chưa? Thêm vào nữa này, đó là gì ạ? Xây dựng cộng đồng này, xây dựng cộng đồng này. Đó, thì cộng đồng ở đây thì nó có thể là mạng xã hội này, có thể là cộng đồng offline này, có thể là online này. Được chưa ạ? Thì tất cả những cái này ấy, thì nó đều có thể áp dụng AI vào được nha. Tất cả những cái này đều có thể áp dụng AI vào được nha. Tuy nhiên ấy, AI nó chỉ là một phần trong cái tổng bức tranh tổng thể của em thôi. Đúng không ạ? AI nó chỉ là một phần trong bức tranh tổng thể thôi. Ví dụ như em có thể tạo ra những cái ảnh đẹp em đăng mạng xã hội, được chưa? Đăng trên cái nhóm của em. Được chưa ạ? Offline thì em có thể sử dụng mạng xã hội AI để có thể là viết quảng cáo, có thể là làm banner quảng cáo, được chưa? Đấy, online cũng vậy, online với offline thì nó cũng giống nhau, cũng phải làm online, cũng phải làm gì ạ? Các cái banner rồi các cái những cái tài liệu bằng AI, được chưa? Đó. Rồi, và bây giờ ấy, cái để mà giải quyết được cái vấn đề này của em này, cái kế hoạch này của em này, được chưa? Thì đầu tiên ấy, đó là em phải có một cái gọi là phễu sản phẩm, được chưa? Yeah. Cái sản phẩm này đầu tiên là sản phẩm free, miễn phí. Đấy, gieo hạt, cái này là có rồi đúng không? Yeah. Rồi, cái sản phẩm thứ hai là sản phẩm giá rẻ, sản phẩm giá rẻ, đấy, nhỏ hơn 1 triệu, được chưa? Đấy, cái sản phẩm đấy, sản phẩm là gì ạ? Là tầm trung cấp, nó sẽ nhẹ rõ hơn 10 triệu. Và sản phẩm tiếp theo là sản phẩm cao cấp, đấy là gì ạ? Sản phẩm mà gì ạ? lớn hơn 10 triệu, được chưa? Em nói ví dụ như này, ví dụ như là cái buổi code hôm nay của anh ấy, nó là một trong những cái module của cái sản phẩm cao cấp trên 10 triệu của anh. Và anh tặng nó cho em đấy. Được không? Dạ, chúc anh thầy. Em hiểu không? Bởi dạ. Vì là anh là tổng hợp rất nhiều kiến thức để anh coach cho em, chứ không phải là AI. AI anh nói rồi, nó chỉ là một cái công cụ để dẫn thôi. Được chưa? Và cái của anh ấy, nó là anh coach đồng hành. Coach đồng hành tức là sao ạ? Là anh sẽ có những cái buổi chia sẻ như này, sau đó là anh sẽ đồng hành với em để làm sao ạ? Để giúp em tạo ra tiền thì thôi, tạo ra kết quả thì thôi. Ví dụ như ngày hôm nay em bảo là em hôm nay em có kế hoạch như này, thì anh bắt đầu anh mới code, anh bảo là với kế hoạch này của em thì em sẽ cần phải làm cái gì. Đấy, và em đã làm nó chưa? Ai sẽ là người hỗ trợ cho em? Ai sẽ là người giúp đỡ cho em? Được chưa? Mục tiêu của em là bao nhiêu lâu thì hoàn thành, và hoàn thành thì lấy cái gì để đo đếm cái kết quả?
Được chưa? Dạ. Em hiểu chỗ này không? Dạ. Và mỗi ngày mình ngồi với nhau, mỗi ngày mình chat với nhau, mỗi ngày mình giao tiếp với nhau như vậy thì cuối cùng là em có kết quả. Đó. Thì đấy là cái gọi là chương trình gọi là cốt đồng hành. Đó. Và cái chương trình này ấy, thì nó là chương trình đắt tiền. Đấy, nó có thể là 10 triệu, 20 triệu, 30 triệu, 40 triệu, 50 triệu tùy vào cái năng lực của em. Được chưa? Đấy. Và ví dụ như là anh có một cái chương trình cốt đồng hành đó là gì ạ? Là 30 triệu trong 3 tháng. Đó. Hàng ngày là chat với nhau, nói chuyện với nhau, giao lưu với nhau và gì ạ? Và liên tục báo cáo kết quả. Không báo cáo kết quả là anh nhắc ngay, không có báo cáo kết quả là anh gì ạ? Anh réo tên ngay, anh chửi ngay, mắng ngay. Và cái khóa này là khóa nghe chửi. Vào khóa này thì mới được nghe chửi. Chửi ác luôn. Chửi để làm gì ạ? Chửi để làm. Có những người phải chửi mới làm và thích chửi. Đấy, bởi vì nhiều khi họ gì ạ? Họ mất mục tiêu. Nhiều khi mục tiêu đưa ra nhưng mà mình mất mục tiêu. Có bao giờ em đặt mục tiêu xong cuối cùng em quên luôn mục tiêu của em không? Hồi lúc trước cũng có thầy, Ừ. kiểu như mình nghe người ta nói đặt mục tiêu thì mình cũng đặt xong rồi Ừ. mình có nhiều việc mình cứ Đúng cuốn theo, rồi, mình không đặt có cho cái kế vui hoạch thôi. ấy. Đặt theo phong trào thôi. Đấy cho nên anh mới nói gì ạ? Cái mục tiêu này của em ấy nó chưa phải mục tiêu thực tế. Mục tiêu thực tế là tức là gì ạ? Là mình phải gọi là bám sát với nó. Anh ấy nói đơn giản như này, mục tiêu thực tế là kiếm là gì ạ? Là kiếm 20 triệu một tháng. Hoặc 30 triệu một tháng. Được chưa? Hoặc là kiếm 10 triệu một tuần. Được không? Đấy. Hoặc là gì ạ? Mỗi một khóa học là kiếm được bao tiền. Đấy, mục tiêu thực tế và cụ thể đấy. Mỗi một khóa học bây giờ mình kiếm chục triệu thôi. Một khóa. Cứ mở ra một khóa là kiếm chục triệu. Kiểu kiểu như vậy, hoặc 20 triệu, 30 triệu. Bắt đầu từ những cái đơn giản này đã. Nhá. Rồi. Thì cái phễu sản phẩm này em đã có chưa? Cái này em chưa có tập Chưa trung gọi có. em làm cái em làm những cái khóa mà trung cấp với giá rẻ, tại vì em hồi trước giờ là em bán cái khóa học có sẵn thầy Phong, Ừ. cái đó là cái sản phẩm của người khác phải tạo ra cái sản phẩm của mình, em có tập để em làm cái này. Thì đấy, chính vì em chưa có những cái phễu sản phẩm này cho nên em gieo hạt xong rồi gì ạ? Xong rồi em vứt đấy, cuối cùng là gì ạ? Nó không có kết quả. Đúng không? Em gieo hạt xong rồi em không có lộ trình để mà tiếp tục up sale lên. Đúng chưa? Up sale, down sale, cross sale. Em biết những cái kỹ thuật này rồi đúng không? Đấy. Biết upsell thôi này, còn down sale có sale không biết. À, thì up sale không được thì mình phải down sale chứ sao? Bán cái giá cao không được thì bán cái giá rẻ đấy. Em có bán được cái khóa đào tạo về Mindmap là hồi 3 tháng dành cho học sinh, thì cái khóa đó lúc đó em xây thì là em bán khóa 2 triệu mấy á, tuy nhiên là xong sau đó thì em không có làm được một cái khóa để mà các bạn theo đuổi tiếp á, không có làm nâng cao lên, bỏ không có chăm sóc. Ừ. Đấy. Thì thứ nhất đấy là mình chưa làm cái này bao giờ thì việc của mình là làm đi. Được chưa? Đầu tiên là mình cứ làm đi đã. Sau đó tất nhiên là mình làm thì nó sẽ sai. Mình làm thì nó sẽ không tốt, mình làm thì nó sẽ không hoàn hảo. Đấy, cho nên là gì ạ? Là cái điểm yếu của mình ấy, đó là thích gọi là gì ạ? Là thích thích hoàn hảo này. Được chưa? Thì phải bỏ đi. Được chưa? Đấy, mình phải nhớ rằng là gì ạ? Hoàn thành thì hơn hoàn hảo. Được chưa? Đừng đợi hoàn hảo mới làm mà gì ạ? Cứ làm đi. Ví dụ giống như Huy á, là Huy bán cái khóa học, bán cái cuốn sách làm chủ Midjourney á, từ khi mà nó còn chưa hình thành cơ, mới là ý tưởng đã bán rồi. Em hiểu không? Và khi mà mình bán ấy thì làm sao ạ? Là lúc đấy là gọi là mình bán xong bắt đầu mình có áp lực mình làm. Mình bán xong mình có áp lực mình làm. Em biết là cái cuốn sách đấy mới đầu anh bán bao nhiêu, bây giờ anh bán 4 triệu rưỡi. Lúc đầu anh bán bao nhiêu? Lúc đầu bán có 500 nghìn. Lúc mà có ý tưởng nó đã bán rồi, bán gọi là bán sớm, bán early bird thì bán sớm, bán có 500 nghìn. Đấy. Còn chưa chưa đặt bút viết mà đã bán rồi. Ví dụ em muốn viết sách đúng không? Em muốn viết sách đúng không? Em bán mẹ cuốn sách của em đi. Em bán đi. Ví dụ như là em muốn viết sách về chủ đề là
siêu trí nhớ hoặc là mind map hoặc là giáo dục sớm hoặc là đồng hành cùng con để đến trường hoặc đồng hành cùng con để làm gì đó chẳng hạn. Em bán luôn cuốn sách đấy thì em bán 200 nghìn được. Nhưng tự nhiên là em bán xong rồi em có áp lực để em làm. Chứ còn cứ ngồi nghĩ khi nào mà viết xong bắt đầu hoàn hảo rồi lúc đấy mới bán này, chứ nỗi lúc đấy lại không bán được đâu. Anh viết xong mấy cuốn sách rồi không bán được. Nhưng mà gì ạ, cứ bán trước đi, xong đầu học sinh nó réo bảo thầy ơi có sách chưa. Thế bắt đầu mình là gì ạ, thức đêm thức hôm để mình làm. Đúng không? Đấy, cho nên là gì ạ, bán trước đi nhá. Rồi, khi hoàn thành thì mình bán giá khác, khi hoàn thành thì mình bán giá cao, còn trước khi mình hoàn thành mình bán giá rẻ, cho nên cái người nào mua sớm là vẫn có được lợi. Đúng không? Họ sẵn sàng chờ đợi. Ví dụ như này, bây giờ mình mua hàng ở nước ngoài. Đấy, mua hàng đặt hàng tận Quảng Châu, Trung Quốc thì về nó rẻ hơn. Đấy, nhưng mà phải chờ lâu hơn. Đúng chưa? Còn nếu mà mình mua ở ra siêu thị mình mua một cái nồi cơm điện hoặc là một cái tivi, một cái tủ lạnh. Đấy, hoặc là một cái đồ gì đó bất kỳ. Đó, điều điện tử đấy thì làm sao ạ, mình mua ra phát cầm về luôn thì nó đắt đúng không ạ. Nhiều ví dụ nhiều như đang mua cái máy hút bụi, cái robot hút bụi đấy, thì bây giờ có hai cách. Bây giờ mình cần quá rồi, mình thích nó quá rồi, mình mua luôn, nó giá 10 triệu đấy, con đi bot N8 giá 10 triệu. Thế bây giờ mình lên mạng mình đặt, mình có rất nhiều cách bởi vì mình có kiến thức đặt hàng ở Trung Quốc thì mình có thể đặt hàng Trung Quốc với đúng cái modem đó, đúng cái chất lượng đấy. Với giá nó chỉ khoảng độ 5 triệu thôi. Nhưng phải chờ. Bây giờ mình có thời gian mình chờ không? Hoặc có kỹ năng để mình đặt không? Đấy. Thì nó rộng thế, nó có hai cái phương án. Và cái người mà diện mà sẵn sàng họ chờ thì họ sẽ tiết kiệm được thời gian, tiết kiệm được tiền bạc nhưng lại mất thời gian. Ok nhá. Đó. Thì khi mà em lên được cái phễu sản phẩm này rồi ấy, thì lúc đó ấy, em chỉ tập trung vào cái việc mà gieo hạt càng nhiều càng tốt. Nhưng sau khi gieo hạt xong ấy, thì em biết cái cách để mà đưa vào các cái khóa này và bắt đầu em truyền thông cái khóa này. Được chưa ạ? Cái khóa này là khóa em truyền thông, cái khóa này em không cần truyền thông, cái khóa này em không cần truyền thông. Giống như là khóa coaching của anh ấy, bây giờ anh đang để mức giá là 30 triệu trong vòng 3 tháng. Đấy là cái mức giá cực kỳ ưu đãi, cực kỳ rẻ, bởi vì sau này ấy, giá của nó sẽ là 300 triệu trong vòng 3 tháng. Được chưa? Tức là anh hình dung trong đầu, kế hoạch trong đầu là như vậy. Được chưa? Nhưng mà gì ạ? Những cái khóa này anh chỉ bán cho cái người nào ở trong cái cộng đồng mà đã từng mua hàng, ít nhất là mua cái giá là gì ạ? Dưới 1 triệu hoặc là gì ạ? Những cái khóa mà trung cấp như này thì mới bán thôi. Chứ còn không bán cho những cái người mà miễn phí, không bán cho cộng đồng mà không bao giờ mọi người biết được cái khóa đấy của anh là bao tiền. Em hiểu chỗ này không? Cái điều này nó có mấy cái điểm lợi. Điểm lợi thứ nhất, những cái người này họ họ bảo là gì ạ? Sao đắt thế, rẻ thế, rồi các thứ mình giải thích rất là mệt. Cái thứ hai nữa là gì ạ? Là đối thủ của mình nó sẽ sao chép được cái mô hình kinh doanh của mình. Đúng không? Và với cái mô hình kinh doanh như này, đối thủ không thể nào sao chép được. Họ không biết mình kiếm tiền bằng cách nào luôn. Đấy. Đúng chưa? Và việc của mình ấy là cứ đi gieo hạt thôi, họ thấy suốt ngày mình đi dạy miễn phí thôi. Đúng không? Đúng Và họ thấy rằng mình kiếm được 1 triệu này, ví dụ như là em gieo hạt 1.000 người thì tỷ lệ trung bình em sẽ được khoảng độ 20% hoặc là 10% gì đấy tùy vào năng lực khả năng chốt sale, đúng chưa? Đấy. Thì mình sẽ được loanh quanh, ví dụ như là giá dưới 1 triệu thì có thể là 500.000. Được chưa? Sau khi em chốt sale em bán cái khóa em gọi là đào tạo miễn phí thì em tặng mọi người cái khóa học là dạ 500.000. Ok không? Khóa 500.000 được khoảng độ 100 người mua, mỗi người 500.000 thì em được bao nhiêu? 5 triệu hay 50 triệu gì đấy. 10 người mua 5 triệu được 50 triệu rồi. Đúng chưa? Anh cứ tính là tỷ lệ chốt sale là 10% thôi. 1.000 người là được 50 triệu rồi. Đấy, nếu mà tỷ lệ chốt sale là 20% là em được 100 triệu rồi. Đúng chưa? Ok không? Đấy. Thế bây giờ cái khóa của em mà em kiếm được 100 triệu một khóa miễn phí này, em miễn phí nhưng mà gì ạ, nhưng mà vẫn chia sẻ cái khóa nâng cao của mình, được chưa? Cái khóa này là 500.000 thôi thì nhiều người mua được 500.000, sẽ nhiều người mua, đúng chưa? Và trong cái khóa 500.000 này thì em sẽ thấy là gì ạ, là em sẽ không thể nào đủ mà chia sẻ được hết những cái kiến thức mà em có,
và em vẫn muốn giúp họ hơn đúng không? Thì em bắt buộc là gì ạ? Em phải có cái khóa trung cấp. Ví dụ như anh chẳng hạn, cái khóa trung cấp của anh nó rơi khoảng độ 5 triệu. Đúng chưa? Đấy, thì vào cái khóa trung cấp này thì mình sẽ được gì ạ? Mình sẽ được hướng dẫn, mình sẽ được giúp đỡ. Và sau đó thì sao ạ? Những người nào thực sự họ cảm thấy rằng là mình có giá trị và mình có nhiều kiến thức và mình có thể giúp đỡ họ, thì họ sẵn sàng tham gia khóa cao cấp của mình. Đúng không em? Đúng rồi. Đấy. Và họ thấy rằng là gì ạ? Cái việc mà họ bỏ ra số tiền này ấy, là nó gì ạ? Nó xứng đáng. Nó là một khoản đầu tư và có thể là gì ạ? Thu lại được cái lợi nhuận, thì họ sẵn sàng thôi. Bây giờ anh hỏi em nhé, em bỏ ra 30 triệu mà em có thể thu về 300 triệu, em có làm không? Có. Đấy, làm luôn. Đúng không ạ? Đấy. Và khi mà gì ạ? Đồng hành với nhau ấy thì nó gọi là một một coaching và gì ạ? Và đi cùng nhau và gần như là cam kết đến khi nào mà ít nhất nhé, ít nhất là em phải hoàn vốn. Ít nhất là gì ạ? Ví dụ như là em bỏ ra 30 triệu thì kiểu gì cũng phải giúp em kiếm được về 30 triệu. Sau đó bắt đầu mới gọi là thả ra cho em tự làm. Còn không là làm cùng với em luôn, làm thay em, làm hộ em luôn đến khi nào mà em kiếm được tiền thì thôi. 3 tháng không hết, không làm được thì tiếp tục là gì ạ? Làm thêm 3 tháng nữa. Miễn phí nữa 3 tháng nữa để em kiếm được tiền một thôi. Nhưng cái quan trọng nhất là em phải làm. Em không làm, em bảo đợt này em bận lắm, em không có thời gian để làm, thì chịu nha. Cái này là gì ạ? Là không cam kết. Đúng chưa? Chỉ cam kết với những người nào mà gì ạ? Là sẵn sàng hành động theo đúng cái mục tiêu và đúng cái kế hoạch mình đề ra thôi. Bây giờ đưa ra kế hoạch, đưa ra cái gì ạ? Cái gọi là cái kế hoạch này. Xây dựng kế hoạch chi tiết xong cuối cùng không làm ấy thì chịu, không ai giúp được đâu. Đúng không? Dạ. Yeah. Thầy thì có thể chỉ ra con đường, nhưng mà đi hay không đấy là do gì ạ? Do mình. Không có ông thầy nào mà có thể giúp được cái thằng mà không chịu đi mà lười biếng được hết. Đúng không? Đúng rồi. Có đến thầy Tony Robbins số 1 thế giới cũng chẳng giúp được em nếu như mà em không làm. Có phải không? Đúng ạ. Đấy. Thế cho nên là gì ạ? Ví dụ như là anh nói là khi mà anh tham gia vào cái phần AI này nhé, thì thực tế là anh bắt đầu nghiên cứu AI là vào chính xác là vào ngày mùng 3 tháng 2. Lúc đấy là anh lần đầu tiên anh có cái tài khoản ChatGPT và lúc đấy anh cũng phải đi mua. Anh cũng mầy mò làm cái tài khoản, xong rồi cái thẻ ngân hàng của mình nó bị lỗi, không thanh toán được. Thì cuối cùng là gì ạ? Thôi đi mua cho nhanh. Đấy. Bởi vì sao? Mình biết là cái gì mình cần ấy là mình không làm được, mình cứ mua thôi. Đấy. Đó, thế và lúc đấy thì cái số tiền thì nó cũng không lớn, có khoảng độ dưới 100.000 thì mình mua cho nhanh. Và lúc mùng 3 tháng 2 anh bắt đầu mới nghiên cứu về ChatGPT, bắt đầu mới nghiên cứu về AI, lúc đấy mới biết AI là cái gì. Nhưng mà chỉ sau 2 tuần sau là anh đã gì ạ? Anh đã xây dựng cho mình được cái gì ạ? Cái lộ trình, và anh đã có cái cuốn sách. Ở đây. Anh đã có cho mình cái cuốn sách về ChatGPT. Đây. Chỉ sau 2 tuần sau là anh đã có sách về ChatGPT. Được không? Đó. Đây. À. Không phải cuốn này. Đây. Ebook hả thầy? Ebook. Đây. Đây. Đã có sách về ChatGPT. Được chưa? Đấy. Được chưa? Ok chưa? Dạ. Đó. Dài 70 mấy trang, 76 trang. Được không? Vâng. Đó. Em thấy không? Thầy học nhanh. Mình đã không làm thì thôi, mình làm cái gì mình phải làm rất nhanh, rất tập trung. Đó. Và chỉ trong vòng khoảng đâu đó khoảng độ hơn một tháng, khoảng độ hơn một tháng, thì từ mùng 3 tháng 2 mới bắt đầu tìm hiểu về về AI với ChatGPT, đến mùng 9 tháng 3 thì mới bắt đầu là học cái khóa học đầu tiên của thầy Cao Vương. Đấy, về ChatGPT. Được không?
Thì chắc là em cũng học loanh quanh ở giai đoạn đó. Cái khóa đầu tiên á thầy, Cái khóa đầu tiên ấy, đúng chưa? à trong nhóm master này. Trong nhóm master đấy, đúng rồi. Cái nhóm đấy là thầy Vương bán là 5 triệu. Đúng Cái không? khóa đó em học trước đó là có 1 triệu mấy thôi. Tức là em còn học trước rồi đúng không? À dạ. Em học ngày bao nhiêu? 5 tháng 3 thầy. Mùng 5 tháng 3 à? Đúng rồi. À. Là trước khi thầy mở Zoom để mà thầy bán mở Zoom 1.000 người á, À, còn cái lúc Zoom đấy bán là thì em có ở trong nhóm 1.000 UTB đúng không? Em học UTB trước ấy rồi đúng không? thôi. Dạ đúng Thì rồi. là em học gọi là học học gọi là học trước một mấy hôm đúng không? Cái nhóm nó có mấy chục người thôi, Đúng thầy rồi, là đúng thầy đúng. mới mở miễn phí Đúng để mà rồi. bán Đấy. mấy. Thì em thấy không? À, em mua sớm là em mua có triệu mấy rồi, anh phải mua mất 5 triệu rưỡi. Đúng chưa? Dạ. Và ở đây ý anh nói đấy là gì ạ? Là anh còn bắt đầu sau em về AI. Về AI em biết nó sau em. Em hiểu chỗ này không? Vâng. Em hiểu câu chuyện chỗ này không? Anh còn bắt đầu sau em. Nhưng mà đến bây giờ ấy, là số tiền anh kiếm được là hơn 100 triệu về với AI rồi. Thế em kiếm được bao tiền với AI rồi? Em còn đang học chưa xong. Em thấy không? Dạ. Tại Dạ sao? Tại sao mà gì ạ? Mà anh bắt đầu chậm hơn mà tốc độ anh đi nhanh hơn như vậy? tập trung. Thứ nhất đấy là sự tập trung. Thứ hai là gì ạ? Là mình xây dựng lộ trình quy trình. Thứ ba nữa là cái nội lực. Bởi vì sao ạ? Bởi vì anh đã xây dựng cái nội lực của anh từ trước rồi. Cho nên anh mới hỏi cái nguyên tắc của em, cái nội lực của em là ở đâu, thì anh thấy là gì ạ? Em cũng có cái nội lực. Nội lực của em là có rồi. Em đã có 2 năm đào tạo miễn phí rồi. Đấy, rồi em đã có gì ạ? Cái thời gian học tập rất là nhiều thầy rồi. Đúng không? Cho nên là bây giờ ấy là em hoàn toàn có thể là gì ạ? Là đi nhanh hơn bằng cách là tập trung vào cái việc là gì ạ? Là tạo ra cái thu nhập, tập trung vào mục tiêu là tài chính. Đấy. Và với cái phân tích của anh về cái năng lực về ngày sinh của em ấy, thì em cũng là cái người mà hoàn toàn có thể là đứng lớp để chia sẻ được. Đấy. Được chưa? Bởi vì khi mà đứng lớp chia sẻ nó có một cái bí mật như này này. Đó là mình phải đủ lì. Bởi vì khi mà em nổi tiếng lên ấy thì sẽ có rất nhiều thằng nó chửi em. Đúng rồi. Em cứ để ý mà xem, cứ ông nào mà nổi tiếng kiểu gì cũng có thằng nó chửi. Cái thể loại đấy nó nhiều lắm. Và việc của Dạ. mình ấy nó phải bơ đi để mà sống. Đúng không? Dạ Đấy. đúng rồi. Ví dụ như là anh có ở mặt ở trong một cái nhóm, nó gọi là nhóm vẽ tranh Midjourney của một cái thằng mà nó chuyên chuyên tạo tài khoản ấy. Cái thằng đấy tạo tài khoản, nó tạo một cái nhóm Zalo, thì anh chui vào trong đấy thì anh cũng chia sẻ một số cái tip, một số cái hình ảnh đấy, và trong đấy thì có một số thằng nó cũng chia sẻ đấy, và khi mà anh chia sẻ khóa học ấy thì bắt đầu nó quay ra nó chửi đấy, nó thấy anh kiếm được tiền thì bắt đầu nó ghen ăn tức ở, bắt đầu nó quay ra nó chửi đấy, nó bảo mẹ thế này thế kia đấy, nói chung là nó rất là tiêu cực. Việc của mình thì không phải cãi nhau với nó, cũng không phải tranh luận với nó, nhưng mà kiểu gì cũng có những thằng như thế. Và nếu như mình không đủ cái lì, mình không đủ vững tâm ấy, thì có thể là mình sẽ bảo ôi chết rồi, hay là mình làm này sai, hay chết rồi, hay là mình làm này không đúng, đúng không ạ? Đấy, Dạ cho nên là gì ạ? Ở đây nó là cái nội lực, nó là cái bản lĩnh của mình. Và cái bản lĩnh, cái nội lực của mình nó phải rèn luyện từ rất là nhiều năm trước rồi. Đấy là lý do Dạ. tại sao mà khi mà anh bắt tay vào cái gì, anh đụng một cái gì bây giờ nó sẽ nhanh hơn rất là nhiều so với người khác và so với chính bản thân anh ngày xưa. Nó chỉ đơn giản thế thôi. Thế bây giờ kể cả bây giờ nếu mà anh tập trung vào cái đối tượng là gì ạ? Đào tạo AI cho trẻ con chẳng hạn, cũng đang có ý tưởng đào tạo AI cho trẻ con. Hôm trước là có chị gợi ý đấy. Thì mình cũng nghĩ là gì ạ? Mình cũng chiến được. Nếu như mà mình muốn mình cũng chiến được cái thị trường này. Thế bây giờ em tưởng tượng như này, nếu như mà anh có ý tưởng là đào tạo AI cho trẻ con để giúp cho trẻ em là gì ạ? Làm chủ chat GPT đấy, trong vòng 2 tiếng đồng hồ đào tạo cho trẻ con, thì làm sao mình có thể chạy quảng cáo để thu hút các phụ huynh học sinh, và khi mà trẻ con học thường là phụ huynh học sinh cũng học kèm cùng đấy, bởi vì là gì ạ, đối tượng mình đào tạo là học sinh nhưng mà đối tượng mình thu tiền thì lại phụ huynh, Đúng rồi. cái khó nó nằm ở chỗ đấy. Thế là phải dạy làm sao dạy cả hai À. chứ, dạy trẻ con không sao chốt được sale, sao bán được hàng. Đúng Cho nên là gì Lỡ ạ, trước em bị sai lầm là em cứ mở lớp đào tạo miễn phí cho học sinh thôi. Em không có đồng hành với phụ huynh đấy là em đâu có chiêu sinh được. thì đúng rồi, cho nên là gì ạ, là những cái đội mà đào tạo học sinh ấy, đào tạo giáo dục sống tư duy sớm ấy, thì xin thưa là gì ạ, đào tạo phụ huynh là chính. Dạ đúng rồi. Bây giờ mình bảo Ô nhé, cũng không ra con dạy. mình làm sao ấy thì là gì ạ, nhìn cây sửa đất, nhìn con sửa mình đúng không?
Dạ đúng. con mà mình nó học không giỏi là lỗi tại bố mẹ, là lại đè bố mẹ ra mà dạy. Mà đè bố mẹ ra dạy thì làm sao mới thu được tiền chứ, đúng không? Sau đó là mình upsell thêm cái việc mà dạy con thôi. Đó. Thế thì bây giờ muốn chuyển sang là dạy đào tạo học sinh thì em thử nghĩ xem, ví dụ như là dạy em bảo là bây giờ em có cái thế mạnh là đào tạo về mind map, anh đào tạo AI kết hợp với nhau cùng xây cộng đồng, em nghĩ sao? Tuyệt vời quá thầy. Thế còn gì nữa, nó giống như cái câu chuyện là dạy là anh Cùng với tập khách hàng cùng mình. tập khách hàng, đúng không? Mình mở thêm một cái ngách nữa thôi đó. Tuy nhiên thì cái đấy thì nó cũng đang là cái kế hoạch dài hạn thôi, bởi vì anh có rất nhiều kế hoạch anh đang triển khai, cùng một lúc anh triển khai rất là nhiều kế hoạch, cho nên là dạ là mình phải cuốn chiếu rất là nhiều đó, và thời gian nó rất là bận đó. Cho nên là tạm thời trong thời gian này thì anh sẽ hỗ trợ cho em thôi, chứ còn để mà ý tưởng để mà sát sao mà gọi là đồng hành được thì nó phải lộ trình, nó phải từ từ, đúng không? Dạ, đồng ý ha. Tại vì thời điểm bây giờ em cũng cần phải học nữa. Phải dành thời gian để học với lại những cái kế hoạch sắp tới để cho nó chu toàn đã. Tại vì không có tập trung nhiều một 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 cái mà nó không có đủ mạnh. Thế mà cái điểm mạnh của em cũng như là cái điểm yếu của em với cái thái độ số 3 đấy là gì ạ? Thái độ mà gọi là thích đủ thứ, cái gì nhìn cái gì cũng thích, cái gì cũng muốn học, đúng không? Thế thì có hai cái phương án này. Phương án thứ nhất đấy là mình tập trung vào học thôi, không có làm gì cả, tập trung vào học đấy. Giống như anh ấy, lúc mà anh học cuốn chiếu, anh học rất là nhanh, học rất là nghiêm túc, học ngày học đêm luôn. Nhưng mà sau đến lúc mình đi, mình nhảy ra mình làm rồi ấy, thì tất nhiên mình vẫn học, nhưng mà mình học tập trung, làm tập trung. Thì từ nãy giờ em thấy cái từ tập trung ấy nó được lặp đi lặp lại rất nhiều lần, trong khi em thì sao ạ? À, đọc sách cũng muốn học một tí, là viết sách muốn học một tí, rồi AI muốn học một tí, chat GPT muốn học tí, vẽ tranh muốn học một tí, xong cuối cùng là gì ạ? Chẳng biết mình học cái gì và chẳng áp dụng được vào cái gì cả. Cũng thấy đó là cái điểm yếu của em á, tại vì em thấy là mình thiếu nhiều quá, Đúng rồi. cảm thấy là mình muốn áp dụng nó để mà mình áp dụng cho cái công việc hiện tại của mình, mà cái những cái mà mình đang có sẵn á mình chưa có phát huy được, cho nên cứ phải bắt cái đắp cái ngoài, kiếm cái bên ngoài để mà đắp vô, để mà mình ứng dụng học tới đâu thì mày mò để mình ứng dụng tới đó, nên là cứ học 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 xong mà bữa giờ em cũng chưa có dạy, chưa có làm được gì nhiều. Bây giờ ấy, khi mà em có mục tiêu rồi ấy, thì em sẽ học nhanh hơn, em sẽ học tập trung hơn, học đúng cái gì mình cần thôi, đấy nha. Và như cái tư vấn, cái hướng dẫn của anh lúc nãy ấy, đấy là gì ạ? Học cái gì ra tiền, tức là gì ạ? Em bán trước đi. Ví dụ như này, em định là viết sách đúng không? Thì em bán cuốn sách đấy đi. Thì lúc đấy em học cái gì để mà em viết được cuốn sách đấy thì em học, đúng không? Học vẽ để mà hoàn thành cuốn sách, học học viết sách để mà hoàn thành cuốn sách, học chat GPT để hoàn thành cuốn sách, đúng không? Thì như vậy là gì ạ? Chat GPT nó có vô vàn nhiều ứng dụng, đúng không? Thế nhưng bây giờ em chỉ học tập trung một thứ chat GPT để gì ạ? Để viết sách thế thôi, mà em chỉ cần master cái đấy thôi là em đã đủ ngon rồi. Giống như ban đầu ấy là anh học cái chat GPT ấy, thì vô vàn nhiều ứng dụng. Đấy. Sau đó cuối cùng thì anh tập trung vào một thứ, đấy là gì ạ? Vẽ tranh. Vẽ tranh cùng AI, anh tập trung toàn bộ công lực vào. Chứ còn trước đây là anh đào tạo vào chat GPT và anh đã kiếm được mấy chục triệu rồi nhé. Nhưng mà sau đấy anh thấy là có rất nhiều người đào tạo vào chat GPT và mình thấy rằng là mình cần phải có một cái ngách nào đó mà mọi người chưa làm, mọi người làm ít, mọi người đang quan tâm. Đấy thì mình khảo sát thị trường, mình thấy là cái gì ạ? Cái vẽ tranh với AI ấy là nó gì ạ? Nó rất là hút, nó rất là hot. Thầy Vương cũng bảo là chứ Huy đào tạo buổi đầu mà tỷ lệ chốt sale cao thế, bảo là gì ạ? Xong bắt đầu mới quay ra bảo vì chat GPT nó toàn chữ thôi, đọc nó khô khan, còn đây toàn tranh đẹp đấy, nhìn nó phê đấy. Đúng không? Thế Đúng là mình phải có một cái hướng đi, trong giống như mình vô cái AI cho em thấy giống như ma trận vậy đó, là cái gì cũng ứng dụng trong tất cả các ngành, tất cả các cái ứng dụng, tất cả các cái công ty người ta đang thay đổi chạy theo theo mai mốt thì có thêm Canva rồi Bing rồi Notion rồi cứ đi theo mình học á, bữa Em có học cả em đời cũng không hết được. Dạ. Có đúng không? Em thấy là đúng rồi. Em học cả đời cũng không hết được. Bây giờ có khoảng độ 1.500 cái loại AI khác nhau. Cho nên riêng cái khóa học của thầy á, em chỉ coi cái tới đâu là em dừng lại để em thực hành tới đó, chứ em không có học lại hết những cái mà up ở trên cái AI nhìn thấy ngán lắm.
Đúng rồi, thế mới bảo là gì ạ? Là mình cần phải tập trung là như vậy. Thì cái bản toàn tập của anh ấy, đấy là anh phục vụ rất nhiều đối tượng. Đúng không? Bởi vì mình đã đào tạo thì mình phục vụ rất nhiều đối tượng, giống như em đào tạo về trẻ con chẳng hạn, thì là con trai con gái lớn nhỏ rồi là tính cách nào thì mình cũng phục vụ hết. Nhưng mà cuối cùng mình phục vụ là gì ạ? Phục vụ những người mà quan tâm đến cái việc mà gọi là ứng dụng cái mind map vào trong học tập và trong cái để ghi nhớ, đúng không? Đấy. Thế thôi. Thì anh cũng thế, anh phục vụ tất cả những người nào quan tâm đến cái việc mà vẽ tranh với AI nhưng áp dụng nó vào trong thực tế. Bởi vì sao ạ? Cái đội mà gì ạ? Vẽ tranh cho vui vui ấy, nó không bỏ tiền cho nó học. Cái đội mà gì ạ? Vẽ tranh mà áp dụng vào trong thực tế giống như em ấy, đấy là gì ạ? Có nhu cầu áp dụng AI vào trong việc kiếm tiền. Thì đấy mới là khách hàng chính của anh. Thì mình mới thu được tiền chứ. Mình giúp cho họ kiếm tiền, đấy là cách tốt nhất để mà gì ạ? Để mình có tiền. Đúng không? Mình giúp người là giúp mình mà. Đúng chưa? Đấy. Thế cho nên là gì ạ? Là cái kế hoạch tiếp theo ấy, đó là anh sẽ đưa cho em một cái lộ trình. Anh đưa cho em cái lộ trình, cái kế hoạch, cái lộ trình và các cái yêu cầu. Đấy, và em cứ đi làm theo những cái yêu cầu đấy thôi. Được chưa? Là em sẽ có những cái từng bước để mà tạo ra được cái thu nhập cho mình. Và bất kể những cái kế hoạch nào của em ấy thì em chia sẻ cho anh, thì anh sẽ gọi là phân tích cái kế hoạch đấy của em, xem nó có khả thi hay không, nó có thực tế hay không, hay là nó có vi phạm cái quy tắc nào không, được chưa? Thì đấy là cái thế mạnh của anh, vì từ trước đến giờ ấy, là cái thế mạnh của anh là đào tạo huấn luyện doanh nghiệp, được chưa? Đấy, và khi mà mình ngày xưa thì mình đào tạo về tư duy, đào tạo về phát triển bản thân đấy, thế nhưng mà bây giờ ấy, là có quá nhiều thầy đào tạo cái đấy, mà bây giờ mình cũng đào tạo cái đấy ấy, thì nó không hút được. Và bây giờ AI nó đang là một cái xu hướng, một cái trend. Thế mình quay ra mình nghĩ là mình bảo là chị ạ, bây giờ cứ đăng bài đào tạo phát triển bản thân, éo thế nào nó học cả. Thế bây giờ mình đào tạo AI xem sao. Thế đào tạo AI thì lại gì ạ? Lại rất hút, rất nhiều, nó đang trend mà. Thế là rất nhiều người thích. Thế là mình đầu tiên đào tạo AI, mình kiếm được số tiền nhỏ đã. Sau đó mình quay trở lại cái thế mạnh của mình, đó là đào tạo doanh nghiệp. Đào tạo hỗ trợ giúp đỡ doanh nghiệp. Hay quá, Đấy. Đúng chính không? xác. Dạ đúng rồi, em cũng thấy là mai map giống như em á, thì bây giờ cũng có thầy đã tạo ra, thầy Phong đã tạo ra một cái đội ngũ đào tạo rất là nhiều rồi, nên là bây giờ mà nói về đào tạo mai map không thì nghe nó lạc lẽo quá. Chính Thế nên xác. là em mới tìm một cái gì đó, thì em mới tìm tới cái giáo dục cho mầm non, rồi sau đó mới biết tới vẽ tranh của thầy, thì em mới thấy là mình phải tận dụng từ những cái nó đặc biệt để cuốn hút, rồi sau đó mình mới quay lại với cái đối tượng khách hàng chính của mình hả thầy. Rồi, em phân tích nhá. Phân tích cái trường hợp của thầy Phong nhá. Cái trường hợp thầy Phong thì anh gặp thầy Phong năm 2017, 2018 gì đó. Đó. Thì khi đó là thầy Phong đang đào tạo siêu trí nhớ cho học sinh. Và thu nhập của thầy nó loanh quanh nó khoảng độ mấy chục triệu một tháng. Bây giờ thu nhập của thầy nó nhiều tỷ rồi. Một tháng ấy. Đúng không? Đúng. Nhưng mà cái hồi đấy ấy, là thu nhập của thầy loanh quanh mấy chục triệu một tháng mà không scale lên được, không tăng lên được. Thì khi đó thì thầy Phong mới 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 học thầy Long, và thầy Long mới cho một chiến lược, và đến bây giờ thầy Phong áp dụng cực kỳ tốt. Đấy là gì ạ? Nếu như mà mày, thầy Phong nói, nếu như mà mày cứ suốt ngày đào tạo trẻ con thì không bao giờ mày 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 kiếm được nhiều tiền. Đúng rồi. Thế bây giờ như này, thầy Phong phân tích nhá. Thầy Phong bây giờ là đào tạo ai ạ? Đào tạo cha Đào mẹ. đào tạo không phải đào tạo cha mẹ, đào tạo cho những người muốn kinh doanh cái ngành đó. Em có để ý không? Đào tạo ra những cái người thầy, những cái người muốn kinh doanh cái ngành đó thì lúc đấy mới thu được nhiều tiền. Chứ còn đào tạo trẻ con làm sao kiếm được 100 triệu, 200 triệu một khóa? Cái khóa của thầy Phong bây giờ bao tiền? Khóa cao nhất của thầy Đào Phong bao tiền? tạo đào tạo đối tác, mà đối tác thường là đa phần cũng là ba mẹ Thì đúng rồi, thì đấy là cho con cái không cho phễu, đó cái phễu của thầy Phong. Cái phễu của kiểu thầy Phong là bắt đầu từ trẻ con, từ từ phụ huynh. Thì các phụ huynh đấy là gì ạ? Là học tập thấy hay và có nhu cầu là gì ạ? Đồng hành, đúng không? Đúng dạ chưa? đúng rồi Đấy, đúng thì cái phễu của thầy Phong thì đấy là phụ huynh cả. Thì đó, nên là rất là nhiều phụ huynh họ vào để họ gọi là mua hoặc đăng ký chỉ để cho con học thôi, nhưng họ không có bán được, đúng thì rồi. cái vấn đề là họ không bán được. Đúng rồi.
Thì ở đây nhá, mình phân tích cái phễu của thầy Phong hoặc là cái mô hình của thầy Phong thì cuối cùng ấy thầy kiếm được tiền, nhiều tiền luôn. Bởi vì sao ạ? Bởi vì thay đổi tập khách hàng, không phải thay đổi tập khách hàng của thầy vẫn là gì ạ? Đào tạo cho gì ạ? Siêu trí nhớ cho trẻ con. Nhưng cái đối tượng thầy nhắm đến là không phải trẻ con, cũng không phải là phụ huynh mua cho trẻ con, mà cái nhu cầu chính của gì ạ? Của các cái phụ huynh đó là gì ạ? Đấy là kiếm tiền. Vừa kiếm tiền vừa giúp con, đúng không? Học cái này đó nhá, mình cũng giỏi hơn, con cũng giỏi hơn mà lại kiếm được tiền. Như vậy là gì ạ? Cùng lúc đáp ứng mấy nhu cầu luôn. Em thấy không? Và chỉ cần thay đổi mỗi một cái mô hình kinh doanh một chút như thế thôi, điều chỉnh một chút thôi. Và thầy Phong đã gì ạ? Phát triển cực kỳ nhanh. Và tự nhiên khi mà thầy phát triển nhanh rồi, thầy có tiền thầy chạy quảng cáo lại càng phát triển nhanh. À, phát triển nhanh thì lại càng có tiền thì lại càng càng phát triển thì lại càng có tiền. Và bắt đầu nó cũng tùy từ những cái trường hợp nó giống như em bây giờ thôi. Bắt đầu thầy Phong cũng bắt đầu giống như em bây giờ thôi. Được chưa? Đó. Cho nên là gì ạ? Là mình xây dựng cái phễu sản phẩm để mình biết được mình phục vụ ai. Cái giai đoạn đầu ấy, free là phục vụ trẻ con, đào tạo cho trẻ con, nhưng bố mẹ ngồi nghe cùng. Được chưa? Sau đó thì bắt đầu là gì ạ? Là khóa nâng cao cho trẻ con và bố mẹ đồng hành. Rồi khóa nâng cao nữa là gì ạ? Dạy cho bố mẹ cách để mà dạy con. Đúng không? Rồi khóa nâng cao nữa, đấy là dạy cho bố mẹ cách để mà kiếm tiền cùng với cả cái lĩnh vực mindmap này. Đầu tiên làm affiliate cho em, đúng không? Đầu tiên là cộng tác viên cho em để quảng cáo cái khóa học của em. Được chưa? Cũng kiếm được loanh quanh giống như là thầy Vương ấy, là gì ạ? Là affiliate là kiếm được 20% kiểu kiểu vậy. Thì nó là túc tắc làm thêm, đúng không? Nhưng mà sau đó là xây dựng quy trình, xây dựng tài liệu để cho em có thể là gì ạ? Tự mình đứng lớp, tự mình bán. Đúng chưa? Thì cái khóa đấy thì nó sẽ đắt hơn. Đúng chưa? Đấy. Hay quá này. À, đi mập mờ như thấy này định hướng thì mình cũng biết được là mình nên tập trung vào những cái gì, là những cái gì mình muốn phát huy. Dạ, rất là biết ơn thầy đã dành thời gian ngày hôm nay để coaching cho em. À, rất là em cũng hôm qua lúc mà thầy nhắn cho thầy về cái số tiền á, thì thực sự là em cũng không có cái chút xíu gì là nuối tiếc á, so với lại sau trước 1 phút với sau 1 phút không có nuối tiếc, tại Nếu vì như em mà nói nhé, mình xứng đáng được, nó được học một cách hiên ngang như vậy, chứ không có phải vì một cái gì đó mà lại làm một cái lỗi, với lại em thì cũng đúng như happy với thế, lại cái lựa chọn của mình. vì chính vì cái điều đấy, chính vì điều đấy thì cho nên là gì ạ? Là anh nghĩ rằng là với cô gái này thì mình phải có một cái gì đấy đặc biệt tặng thêm cho bạn ấy. Đấy, tức là cái suy nghĩ của anh, tức là mình phải có cái gì đó đặc biệt tặng 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 thêm cho, là ưu ái riêng cho bạn này. Đấy, thì bởi vì là em đã có một cái trải nghiệm như vậy đấy, thì gọi là trải nghiệm không vui, thì mình phải làm sao để cho cô ấy vui. Đấy, thì mình có cái khả năng gì, mình có kinh nghiệm gì, mình có một cái giải pháp gì thì mình cứ cống hiến thôi, đúng không? Đó. Dạ, Đấy. cảm ơn thầy rất là nhiều. Dạ, chắc là bữa nay mình tới đây rồi hả Ok, hôm nay thì thầy? tới đây thôi, và cái buổi hôm nay thì nó cũng chỉ là một cái gọi là định hướng, Về cái tư tưởng, khai mở suy cái nghĩ. tư tưởng thứ nhất, đấy là gì ạ? Là em có một cái cảm hứng, có một cái niềm tin rằng à, cái con đường mình đang lựa chọn là đúng đắn. Đúng chưa? Đấy, mà mình không cần phải vừa đi vừa ngó không biết là mình đi đường này đúng không nhỉ? Đúng không nhỉ? Có thể là cái con đường này là chưa ai đi, có thể con đường này nó vắng người, có thể con đường này nó sẽ đầy chông gai, nhưng mình biết rằng mình đúng, mình đi đúng thì mình sẽ cứ yên tâm mình đi thôi, được chưa? Đấy, bởi vì con đường nào cũng thế thôi, nó cũng sẽ đầy chông gai, nó cũng đầy gọi là thử thách. Và đôi khi là mình có thể là gì ạ? Bước trên những cái cánh hoa hồng nhưng mà đầy gai, chân rỉ máu mà không ai biết. Họ chỉ biết mình khi mà mình thành công, khi mà mình cầm huy chương, mình cầm cúp thôi. Còn những cái quá trình tập luyện này, quá trình phấn đấu, quá trình nỗ lực của mình ấy là họ không có biết. Được nhỉ? Đấy. Thì lúc mà mình thành công rồi mình kể thì họ mới biết. Còn bây giờ mình kể thì họ bảo mình kể lể.
đúng chưa? Khi nào mình thành công, mình kiếm được nhiều tiền rồi ấy, mình lúc đấy mình kể à, ngày xưa nha, em phải cố gắng nha, em phải nỗ lực nha, em phải thức đêm thức khuya như này nhá. Đấy, thì lúc đấy thì họ mới ù à, họ mới thích, họ mới khen. Còn bây giờ mình chưa làm được gì mà mình kể lể ra thì thành ra là dạng là người ta lại coi thường cho, đúng chưa? Đó. Đấy, cho nên là ngày hôm nay thì anh tập trung vào mấy cái. Thứ nhất đấy là xem cho em cái thần số học để em có thể hiểu hơn về chính bản thân mình, điểm mạnh, điểm yếu của mình, biết cách để khắc phục điểm yếu và biết cách để phát huy điểm mạnh, đúng không? Đúng những cái thứ gì mình cần, mình chỉ tập trung vào những thứ để mình khắc phục cái điểm yếu thôi, thì tự nhiên mình sẽ tạo ra những cái điểm mạnh mới. Em có thể ý không? Em có những điểm yếu và em khắc phục cái điểm yếu đấy, lập tức nó cũng có cái mũi tên mới làm cho em có những cái điểm mạnh mới. Đấy, mà những điểm mạnh đấy đôi khi là mình phải rèn luyện rất là khó. Đấy, chỉ cần khắc phục những điểm yếu tự nhiên là sẽ có điểm mạnh. Đó. Cái thứ hai nữa là tập trung vào những cái điểm điểm mình đang có và điểm mạnh của mình. Được không? Và cái khi mà em có một cái sự định hướng tập trung như vậy rồi ấy thì em sẽ không còn bị lan man học cái này cái kia nữa. Bởi vì em cứ để ý là xem này, em học rất nhiều nhưng em không áp dụng được thì nó quên mất. Có đúng không? Đúng. Học xong nó quên mà, và học xong quên thì sao ạ? Lại học tiếp. Học tiếp không áp dụng xong nó lại quên. Học quên xong là sao ạ? Lại học tiếp. Thế cũng học suốt Chồng em ngày. bảo sao em học hoài vậy? Đấy thấy không? Học hoài, có ngày đóng tiền học hoài Đấy suốt ngày thấy đóng tiền học, chẳng thấy kiếm tiền gì cả. Suốt ngày đi học thôi. Đấy. vậy? Nhưng mà thực tế là như này này. Thực tế là ai cũng vậy, phải trải qua giai đoạn đó. Anh có giai đoạn anh bỏ công, bỏ việc, bỏ gia đình, chỉ có một năm trời, chỉ có đi học thôi. Chỉ có học, ăn với học, ăn với học, suốt ngày vợ mắng là gì ạ? Sao suốt ngày đi học thế? Đi học, học có tiền đâu mà đi học. Thì đúng là đi học không có tiền. Nhưng mà trong cuộc đời con người ấy, sẽ có những giai đoạn như vậy. Nó sẽ có những giai đoạn như này này. Đó là, Đầu tư vào bản thân. đúng rồi, nó sẽ có giai đoạn là gì ạ? Mình đang đang sống cuộc sống yên ổn như này này. Xong đầu mình thấy không ổn nữa, mình muốn vươn lên thì bắt đầu mình đi học. Đi học bắt đầu nó gì ạ? Cắm đầu đi xuống. Cắm đầu đi xuống về cả tiền bạc, đầu tư tiền bạc đi học, thời gian không có, gia đình không có thời gian cho gia đình thì là cũng là gì ạ? Là cũng bị ảnh hưởng đúng không ạ? Không có thời gian để làm việc cũng bị ảnh hưởng. Xong bắt đầu là gì ạ? Các mối quan hệ không có thời gian để chăm sóc các mối quan hệ. Xong mình học xong mình thấy là gì ạ? Là những cái thằng xung quanh mình nó cũng gì ạ? Nó cũng ngu như mình giúp nó, mình bảo nó mày phải đi học đi, nó không đi học, nó quay ra nó unfriend mình, nó không chơi mình luôn. Đúng không? Thế là mình lại đau khổ. Thế là cảm xúc đi xuống, thời gian thì không có, sức khỏe thì không có thời gian để tập thể dục. Đúng không? Đấy, rồi gia đình, mối quan hệ gia đình cũng đi xuống, tất cả mọi thứ đi xuống, tiền bạc thì tất nhiên đi xuống rồi. Đúng chưa? Sau một thời gian khi mà mình học mình thấy là đủ rồi, bắt đầu mình đi làm, nhảy vào làm. Lúc nhảy vào làm ấy thì bắt đầu nó đi lên. Đúng chưa? Đi lên được tí, nó bắt đầu có tiền, nó đi lên tí. Sau đó là gì ạ? Nó lại gập ghềnh chỗ này một tí này. Đấy, xong bắt đầu đi lên tiếp. Được chưa? Đấy. Đấy. Và khi mà mình đi lên này ấy, thì nó sẽ gì ạ? Nó sẽ vượt qua cái đoạn này của mình. Cái đoạn này này. Đấy, nó sẽ vượt qua. Và đến một cái giai đoạn nào đó, nó đạt được cái target của mình, thì nó sẽ chững lại. Được chưa? Đấy, sau một thời gian mình muốn lên nữa, thì nó lại cắm đầu đi xuống, sau đó đi lên tiếp. Giống như bắt chớm chạy thế này, Đúng rồi, lùi lại là mình thấy bắt kiểu gì cũng chớm thế. Trước khi mà em muốn gì ạ, em muốn lên tầng cao mới, kiểu gì xác định cắm đầu đi xuống. Cho nên cái việc mà gì ạ, mà em tập trung vào học cái giai đoạn vừa rồi ấy, thì nó là điều bắt buộc nó sẽ xảy ra trong cuộc đời của em, không tránh được. Và khi mà trong cái giai đoạn đấy, em có thể sẽ phải chấp nhận những cái cảm xúc đau đớn, người thân không hiểu, tiền thì mất, tiền thì chưa kiếm được, sức khỏe đi xuống, mối quan hệ đi xuống. Đấy. Nhá. Mình phải Quan trọng là kiếm được khách hàng ấy thầy. kiếm được khách hàng hay không thì mình phải có cộng đồng của mình là cộng đồng đầu tiên là những người bạn, những người tin tưởng mình. Đấy, và mình phải xây dựng cái thương hiệu của mình là từ rất là sớm, xây dựng cái thương hiệu, xây dựng uy tín của mình từ rất là sớm. Và cái này nó cũng là làm ở tư duy, tức là mình phải có tư duy đó là gì ạ? Chuẩn bị cho tương lai. Và để mà chuẩn bị cho tương lai thì mình phải gieo hạt từ bây giờ. Nó theo đúng luật nhân quả nhé. Luật nhân quả là ngày hôm nay mình gieo cái điều gì, mình giúp được ai thì sau này 5 năm, 10 năm nữa mình sẽ gặt được cái quả. Có những cái quả nó phải 10, 20 năm nó mới gặt được. Có những quả thì gieo sáng chiều gặt luôn nhé. Thì cái quả nào mà càng xa ấy, thì nó càng càng ngọt, càng đậm, càng càng thơm.
Còn cái quả nào mà sáng gieo chiều gặt thì nó sẽ càng dễ, càng dễ, càng rẻ, càng chán. Được chưa? Đấy, cho nên cái này nó làm tư duy, mình đã phải xây dựng cái thương hiệu của mình, cái tư duy, cái uy tín của mình từ rất là lâu rồi. Được chưa? Đấy. Cho nên là khi mà mình đưa lên một cái điều gì đó là anh em họ ủng hộ, họ bảo ui anh Huy làm thì yên tâm rồi, được không? Đấy là cái uy tín của mình nó phải xây dựng từ rất là sớm, và cái người nào mà có cái tư duy xây dựng uy tín sớm, càng sớm bao nhiêu thì họ càng có cái khả năng để mà kiếm tiền sau này nó dễ bấy nhiêu, được không? Tư duy thì có những người tư duy chập giật, cứ giật nó được tí xong đầu vứt đấy xong tính sau, kiểu kiểu vậy thì nó lại khác nhé. Em thì từ lâu rồi em cũng cũng thường chỉ gieo hạt thôi, em chưa có thu được cái gì hết. Không Nhiều sao, khi anh xã cứ bảo là chả thấy có tiền gì cả, chúng ta làm cái gì đâu. không sao. Thứ nhất này là mình gieo hạt đấy là để cho gì ạ, để rèn luyện bản thân nhá. Gieo hạt là mình đã nhận được rồi, lúc mình gieo mình đã nhận được, được chưa? Cái thứ hai ấy là gieo xong ấy là mình phải gì ạ, mình phải chăm sóc. Người ta giữa cái gì ạ, giữa cái nhân và cái quả nó có một cái quá trình, nó gọi là cái duyên, nhân duyên thì mới ra được cái quả. Bây giờ nhé, bây giờ mình gặp nhau, mình gọi là gì ạ, có cái nhân đó là gặp nhau, nhưng mà gì ạ, mình không có quá trình chăm sóc, nói chuyện với nhau, giúp đỡ nhau trong cuộc sống thì làm sao ạ, thì nó mất duyên, đúng không? Ví dụ ngày xưa mình có những người bạn cấp 3 rất là thân, nhưng mà bây giờ thân ai người ấy lo, đúng không? Bởi vì sao ạ? Bởi vì mình thiếu cái duyên. Thiếu cái duyên đấy là gì ạ? Thiếu cái sự gần gũi, nói chuyện, chăm sóc, hỗ trợ nhau. Bạn bè với nhau mà không gọi là có giá trị với nhau thì cũng là gì ạ? Cũng chẳng còn sống với nhau, chẳng còn ở với nhau nữa. Chẳng còn gần gũi với nhau nữa. Người thân thế thôi, anh chị em ruột thịt mình mà không giúp đỡ được nhau ấy thì cũng không còn thân nữa, thậm chí là người ngoài còn thân hơn. Đúng không? Dạ, Đấy, cho hiểu. nên là gì ạ? Mình gieo hạt thì chưa đủ. Gieo hạt phải có cái quy trình để mà chăm sóc nhá. Bây giờ em cứ vứt cái hạt giống của em ra ngoài, chim nó ăn mất, đúng không? Chuột nó gặm mất, rồi là nắng nó ôi là gì ạ? Nó không được tưới, bởi vì cái hạt lúc ban đầu nó rất là yếu. Nó rất là yếu ớt. Đúng không ạ? Và nếu như mình không có quá trình chăm sóc hỗ trợ thì cái hạt đấy nó không nảy mầm được, hoặc nó nảy mầm thì nó không thành cây được, vì nó còi cọc, nó sẽ kém cỏ. Đấy, cho nên là gì ạ, mình có cái nhân rồi, mình có cái duyên. Đấy là lý do tại sao mà Huy có những cái lớp nâng cao ấy, để mà gì ạ, để mình xây dựng cái duyên của mình. Và hàng tuần mình có cái chương trình gì ấy, mình chia sẻ cho anh chị em vào học. Đấy là lúc đó mình xây dựng cái duyên của mình, đúng không ạ? Và khi mà gì ạ, cái nhân tốt cộng với cả cái duyên đủ, tức là gì ạ, đủ nắng thì hoa sẽ nở, đúng không? Thì đến một lúc nào đó thì mình sẽ dạng làm việc với nhau, mình kết hợp với nhau, hoặc là dạng là Huy chia sẻ những cái lớp nâng cao, bán những cái lớp cao cấp hơn, thì anh chị em sẽ dạng sẽ là một trong số những người có cơ hội đấy, để mà mua những cái sản phẩm của Huy. Thế đấy là lúc đấy là mình hái quả, mình thu, mình gọi là thu gặt, đúng không? Thì mình chỉ được thu gọi là thu hoạch khi mà mình đã gieo và mình đã chăm sóc. Ví dụ cây lúa mình muốn thu hoạch lúa thì mình phải gieo hạt, sau đó mình phải chăm sóc, phải nhổ cỏ, phải bón phân, phải đuổi chim, đuổi chuột, phải đuổi bọ, phun thuốc sâu, đúng không, phải bảo vệ nó, có phải không? Quy luật nó rất đơn giản thôi, mà khi mình hiểu được các cái gọi là quy luật rồi ấy, thì cái cuộc sống mình nhẹ nhàng lắm, mình không có căng thẳng gì, mình chốt sale cũng nhẹ nhàng, không căng thẳng, không vất vả, nó đơn giản, kiếm tiền nó cũng không khó khăn, nó không vất vả, không vất vả nhé.